Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 166, vào quan. Không cho phép đi. Hỏa Yến ngạc nhiên. Một lát sau, nàng hỏi. Vì sao? Tiêu giác nhìn về phía nàng, cong môi, giọng điệu trào phúng như trước. Sở Tử Lan là người của Từ Kính Phủ, ở lại Lương Châu vệ có ý khác. Ngươi và một tên gián điệp qua lại thân thiết, có phải muốn đầu hàng làm người của Từ Kính Phủ không? Tội danh này khá lớn, Hoa Yến liên tục phủ nhận. Ta không phải, ta không có. Tiêu Giác hờ lạnh, không để ý tới nàng. Đồ đốc, ta đương nhiên biết rõ Sở Tử công tử có thân phận đặc thù. Hoa Yến thái độ rất chân thành. Ta cam đoan, chúng ta bình thường nói chuyện không dính líu gì đến cơ mật của Lương Châu vệ hơn nữa ta cũng không biết gì về cơ mật của lương châu vệ nếu sở tứ công tử thực sự muốn thăm dò quân vụ ta sẽ tránh đi nàng kiếp trước rất mẫn cảm về việc này tiêu giác không cần lo lắng hơn nữa hỏa yến nói thêm nếu hắn ở lương châu vệ thực sự có ý khác ta tiếp cận hắn có thể moi ra vài thông tin có lợi cho chúng ta tiêu giác liếc nhìn nàng ngươi vụng về như thế sợ rằng chưa moi ra được gì đã bị người khác đá bay hỏa yến có lẽ giang giao nói đúng trên đời không chỉ có phụ nữ nam giới cũng có thời gian táo bạo thấy ai cũng không vừa mắt dù sao hôm nay tiêu giác cũng không buông tha hỏa yến thở dài đành nói được rồi đô đốc ta sẽ không đi tìm hắn nhưng ta vẫn phải nói một tiếng với nha hoàn của sở tứ công tử nếu không thất hẹn vô cớ cũng không tốt ứng hương khi nói chuyện trịnh trọng chắc chắn có chuyện gấp tiêu giác yên tĩnh không cần dù sao sau này các ngươi cũng sẽ không qua lại. Hòa Yến, Tiêu Giác thật là trực tiếp. Đêm dần khuya, Ứng Hương từ ngoài vào, đóng cửa, đi tới trước mặt nam tử đứng cạnh cửa sổ, thấp giọng nói: "Tứ công tử, đèn trong phòng Hòa cô nương đã tắt, chắc là nghỉ rồi." Sở Chiêu nghe vậy, không phẫn nộ, chỉ lắc đầu cười. "Quả nhiên, chắc Tiêu Đô Đốc không đồng ý." Ứng Hương nói, nhưng không chào hỏi mà thất hẹn, thật sự không sao. Sở Chiêu nhìn chim họa mi trong lồng trước cửa sổ, nơi nghèo nàn này nhất định vì hắn mà thêm sắc màu, đùa với chim nhỏ một lát rồi nói. Tiêu Hoài Cẩn càng căng thẳng, càng chứng minh một điều. Hoa Yến với hắn rất đặc biệt. Trên bàn đèn đuốc nhẹ nhàng lắc lư, cùng với giọng nói hắn biến mất trong bóng tối. Nàng sẽ trở thành uy hiếp của Tiêu Hoài Cẩn. Ngày hôm sau, Hoa Yến như thường lệ đi diễn võ trường huấn luyện. Hôm nay Tiêu Giác cũng có mặt vì gần đây cảm xúc tiêu giác cực kỳ khác thường, Hỏa Yến không dám lười biếng, huấn luyện càng chăm chỉ. Đến trưa, sắp nghỉ ngơi, Trầm Hãn cùng vài người từ Lương Châu vệ chạy tới, nói. Đô đốc, kinh thành người đến. Lời này lớn tiếng, Nam Phủ Binh không bị lay động, Hỏa Yến thì ngạc nhiên. Kinh thành đang yên ổn, đến Lương Châu vệ làm gì? Từ lần trước đuổi Nhật Đạt Mục Tử mang người ô thác đi, Lương Châu vệ yên ổn hơn nửa năm, bây giờ kinh thành người tới, chắc có đại sự tiêu giác để điền lãng tiếp tục huấn luyện theo trầm hãn đi một lát sau trầm hãn và tiêu giác quay lại sau lưng có một đám người dẫn đầu là một công công trong cung bào phục tay cầm phất trần cười hiền lành tiêu giác ra hiệu điền lãng dừng huấn luyện công công bước lên cười nói ai là hỏa yến hỏa yến giật mình đứng ra hành lễ tiểu tử là công công quan sát Hòa yến ánh mắt làm người run rẩy hỏa yến không lạ gì tràng cảnh này nàng kinh ngạc chẳng lẽ? Sau một khắc, công công nói. Bệ hạ có chỉ, hòa công tử tiếp chỉ. Hòa yến cung kính quỳ xuống, thấy người mở thánh chỉ, thét dài. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế hết triệu nói, nay lương châu về hòa yến, lòng son giả sắt, kiêu dũng thiện chiến, tại ô thác chiến sự nhiều lần lập kỳ công, chấm rất an tâm. Đặc biệt phong võ an lang, tiến hành quan phục, khâm thử. Hòa yến sững sờ, võ an lang. Công công nhắc nhở. Hòa công tử, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Hòa Yến bước lên phía trước khấu tạ, trong lòng vẫn nghi hoặc, tại sao bệ hạ lại khen nàng vào thời điểm này. Bề ngoài là vì chiến sự ô thác và tế dương, nhưng làm sao cung biết được, tiêu giáp chắc không nói, dù mục hồng cầm cũng chỉ báo cáo chi tiết, hoàng thượng không thể lưu ý đến nàng, nhất là hai trận chiến, nàng không phải nhân vật chính. Còn đang nghi hoặc, công công đã cười chắp tay nói. Chúc mừng, Hòa công tử tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ vô hạn. Hỏa Yến cười cùng hắn hoàn lễ, nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác nhíu mày, dường như không vui với cục diện trước mắt. Hỏa Yến hiểu, việc này ngoài dự tính của Tiêu Giác. Người từ kinh thành đến không phải chỉ để khen nàng, chủ yếu là khen thường Tiêu Giác, mang theo nhiều dương đến Lương Châu vệ. Nam phủ binh lính không dám nhìn, tần binh Lương Châu vệ chưa từng thấy trận thế này, dớn cổ lên nghe ngóng chờ tiêu giác cùng người từ cung vào trong vệ sở nói chuyện, tần binh lương châu vệ liền vây quanh hòa yến, nhao nhao lấy lòng. Chúc mừng hòa lão đệ, thăng quan nhanh thật, về sau có vào kinh không, võ an lang là quan gì, có phải hơn giáo đầu, giáo đầu ngày sau phải gọi hòa lão đệ là đại ca. Ta đã sớm nói hòa huynh đệ không tầm thường, lần đầu gặp đã biết là người tài giỏi, nổi bật là sớm muộn. Phi, người ít nịnh hót. Đám người chen lấn, Hòa Yến không nói được câu nào, Hồng Sơn thấy thế không ổn, kéo nàng ra khỏi đám đông, đưa đến bờ sông. Tiểu Mạch cũng theo sau, Hoa Yến mới có cơ hội thở. A à, hòa, chúc mừng. Hồng Sơn cười ha ha. Lần này đạt được ước muốn, kiến công lập nghiệp, người hoàn thành một nửa. Hoàng Hùng xoa Phật Châu. Đá rất nhanh, đi vận may sao? Vương Bá không cam tâm. Người cho cấp trên ăn mê hồn dược à? Giang Giao cười. Đây là hòa huynh tự mình kiếm được tế dương nguy hiểm một sai lầm là mất mạng đến mức ban thưởng là xứng đáng nhưng tiểu mạch nhìn hòa yến a à, hòa ca có vẻ không vui mọi người nhìn hòa yến khi tranh cờ ở lương châu vệ hòa yến muốn vào cửu kỳ doanh lập nghiệp bây giờ tham quan mà không thấy vui thậm chí u sầu thạch đầu hỏi xảy ra chuyện gì hòa yến miễn cưỡng cười không có gì chỉ là không tin được ôi vương bá cười lạnh gọi là ăn mày nhặt tiền vui quá mà phát điên có gì không vui giả vờ hỏa yến không nói gì thực ra nàng không phải không vui chỉ là thấy kỳ lạ kiếp trước nàng làm hòa như phi công huân dựa vào bản thân từng bước đánh lên biết được tấn thăng khó khăn thế nào nhưng bây giờ đột nhiên được phong quan thật không hợp lý nhất là võ an lang chức quan khó mà không nghĩ thêm có lẽ nàng nên hỏi tiêu giác chuyện gì đang xảy ra nói xong với Hồng Sơn và mọi người, Hỏa Yến trở về tìm tiêu giác để hỏi rõ. Chưa đến nơi, nàng thấy Trầm Mộ Tuyết và tiêu giác đứng dưới tàng cây, Trầm Mộ Tuyết nói gì đó, rồi nâng lên một tấm lụa. Hoàng thượng thường đồ, chắc có phải chân quý, tiêu giác không có ra quyến, nên đưa cho Trầm Mộ Tuyết. Trầm Mộ Tuyết có vẻ rất vui, cảm tạ tiêu giác, Hỏa Yến thấy nàng cười rạng rỡ như tiên nữ không thể tiếp cận. Bước chân Hỏa Yến dừng lại, chân nặng như ngàn cân, khó mà tiến bước nàng trần trừ, định đợi họ nói xong rồi mới đến, thì nghe tiếng. Sao không đi qua? Hỏa Yến quay đầu, thấy sở chiêu trước mặt, nhìn nàng nghi hoặc. Không phải gấp, chờ một chút cũng không sao. Hỏa Yến nói qua loa. Sở huynh sao lại ở đây? Ta đến tìm ngươi. Sở chiêu nhìn qua hai người dưới cây, rồi nhìn Hỏa Yến. Nếu Hỏa huynh không vội, thì đến chỗ ta trước. Hỏa Yến suy nghĩ, nói. Được. Nàng cùng Sở Chiêu đi hướng ngược lại Tiêu Giác, hỏi: "Sở huynh tìm ta có việc gấp? Hòa huynh rất bận, bận đến quên ước định tối qua, hiện tại cũng chưa nhớ lại." Hòa Yến giật mình, nàng nhớ rõ, nhưng sắc phong từ kinh thành làm nàng quên. "Nghe vậy, nàng xin lỗi." "Thật xin lỗi, ta ngủ thiếp đi, hôm nay định giải thích với ngươi, nhưng." "Nói đùa thôi, không cần để tâm." Sở Chiêu cười, "Ngươi hôm nay thăng quan, đương nhiên nên vui." hỏa yến dừng bước ngươi cũng biết ta biết từ hôm qua thấy hỏa yến nghi hoặc sở chiêu nói kinh thành người tới hôm qua đã dùng bồ câu báo tin cho ta nói hôm nay sẽ đến ta tìm ngươi đêm qua vốn là nhắc nhở nghĩ đến việc thăng quan không ngờ ngươi ngủ thiếp đi nhưng ngươi vẫn tỉnh táo xem ra ta quá lo ngươi nói người kinh thành hôm qua báo tin cho ngươi hỏa yến nhìn hắn vì sao họ báo cho ngươi chỉ sở tiêu giác còn không nhận được tin tức bởi vì... Sở chiêu nhìn nàng, mỉm cười. Ta là người đề nghị bệ hạ phong quan cho hòa huynh. Dĩ nhiên là hắn. Dù hòa yến từng nghĩ nhiều khả năng, cũng không ngờ đến điều này, nàng hỏi. Sở huynh vì sao vậy? Sở chiêu tiếp tục đi, nói nhỏ. Tại Tế Dương, chúng ta thấy ô thác bình hung tàn. Bên kênh đào, hòa huynh tặng ta áo chống thủy hỏa, ta rất cảm kích. Chiến tranh tàn khốc, hòa huynh anh dũng, ta ghi nhớ. Trước đó, kịch chiến nhật đạt mộc tử ta cũng biết. Đại ngụy có hòa huynh, là phúc khí. Ta không biết vì sao tiêu đô đốc không thăng người quan, nhưng ta muốn giúp hòa huynh kiến công lập nghiệp ta nguyện ý. Nghe không có vấn đề gì, nhưng hòa yến vẫn thấy kỳ lạ, nàng nói. Sở huynh hành động lần này làm ta bất ngờ. Ngươi không vui vì thăng quan. Hắn hỏi. Ta chỉ là có chút không ứng đối kịp. Sở chiêu nhìn nàng một lát, cười. Ta nghĩ ngươi sẽ vui, vì thăng quan, ngươi và tiêu đô đốc gần gũi hơn ngươi thích hắn không cần lo thân phận hỏa yến suýt sặc nước bọt nhìn sở chiêu ngươi nói gì hòa huynh không phải thích tiêu đô đốc sở chiêu cười ôn hòa sờ mũi nếu không ngươi thấy trầm y nữ với tiêu đô đốc cũng không cần khổ sở vậy ta không có hỏa yến phản bác sở chiêu cười không nói không ép nàng cũng không thuận theo lời nàng hỏa yến cảm thấy mệt mỏi hoài nghi mình đã bỏ qua nhiều việc nhỏ không đáng kể sao ai cũng thấy rõ liễu bất phong lâm song hạc cả sở chiêu nàng biểu hiện rõ ràng vậy sao nàng đã rất chú ý cẩn thận sở chiêu nhìn xa xăm kỳ thật tiêu đô đốc trong lòng chia chắc không có ngươi dù sao hắn đối với hòa huynh rất chăm sóc hòa yến hỏi ngươi nghĩ vậy hòa huynh muốn biết tâm ý tiêu đô đốc rất đơn giản sở chiêu cười ta có thể giúp ngươi thăm dò làm sao thăm dò? Hoa Yến không hiểu. Nam tử bỗng đến gần, Hoa Yến dựa vào cây, suýt nữa vô thức đánh một quyền. Hắn dừng lại trước mặt, ánh mắt mỉm cười, càng say lòng người. Rất đơn giản, Hoa huynh là cô nương, không hiểu nam tử. Nếu ta thân cận với cô nương, nếu Tiêu đô đốc có tình, sẽ tức giận. Nếu thờ ơ, cô nương không cần hao tâm tổn trí. Đó là cách đơn giản. Hoa Yến suy nghĩ, mới hiểu ý hắn. nàng ở chiến tranh hành quân giỏi mưu kế nhưng loại chuyện này lần đầu nghe nàng hỏi ý ngươi là lợi dụng ngươi sao sở chiêu cười ánh mắt ôn nhu nếu là hòa huynh lợi dụng cũng không sao lời này thật làm người cảm động nhưng hỏa yến đứng thẳng bước sang bên tránh gần hắn đa tạ sở huynh nhưng ta không muốn vậy sở chiêu ngạc nhiên hỏi vì sao ngươi nói ý ta hiểu nhưng chuyện tình cảm sao có thể dùng thủ đoạn, ta thích một người, dù nói ra hay không, cũng thẳng thắn. Nếu hao tâm tổn trí dò xét, chẳng phải mệt mỏi. Dạng tình cảm đó dù có, cũng không phải ta muốn. Dùng nói dối chứng nói dối, chỉ tìm được nói dối khác. Cuối cùng, không biết đâu là thật, đâu là giả. Hỏa Yến còn có lời chưa nói, tiêu giác không thích sở chiêu, dù không thích nàng, thấy Hỏa Yến với sở chiêu cũng tức giận, nàng sẽ sai ý, chẳng phải tự đa tình sở chiêu sừng sốt. Chẳng lẽ Hòa Huynh không hiếu kỳ, tiêu đô đốc nghĩ gì về ngươi? Không hiếu kỳ. Hòa Yến đáp sàng khoái, sở chiêu nhất thời không nói gì. Sở tứ công tử, ta chưa từng nghĩ hắn biết rõ. Hòa Yến nói. Sau này cũng không có ý định, ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh, ngươi không nghĩ cùng hắn. Trên đời sự thay đổi nhanh, cùng một chỗ chỉ là nhất thời, không phải một đời. Ta xác định được chỉ là tâm ta. Sở chiêu nhìn Hòa Yến, môi giật giật dường như muốn nói gì cuối cùng không nói một lát sau hắn lại cười đã là hòa huynh ý ta không tự tác chủ trương nhưng lời nói vẫn giữ nếu ngày nào hòa huynh thay đổi ý muốn lợi dụng ta ta không từ chối hỏa yến cười kiên trì không có ngày đó hỏa yến dần xa ứng hương từ trong nhà ra nói nhỏ tứ công tử sở chiêu nhìn tay mình trống rỗng hắn hờm một tiếng vậy mà cự tuyệt hòa cô nương không muốn tiêu đô đốc biết tâm ý không muốn làm tiêu đô đốc khó xử sở chiêu cười nhạt trên đời lại có nữ tử ngu xuẩn không muốn tranh không cầu giữ bảo vệ một phần tâm ý tự cho là cao thượng nhất buồn cười hắn nghĩ đến diệp nhuận mai cũng vậy vì tình hy sinh nữ tử đều ngu xuẩn đáng khinh ứng hương im lặng sau nửa ngày mới nghe sở chiêu nói đi thôi hỏa yến chậm rãi trở về. Nàng không ngờ, sở chiêu đề nghị bệ hạ phong quan cho nàng. Lý do sở chiêu nói rất hợp lý, nếu hỏa yến là tân binh không biết gì, đột nhiên thăng quan, sẽ vui mừng, dù trước có thành kiến hoặc hoài nghi sở chiêu, sẽ tan biến, tự trách mình lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nhưng nàng không phải tân binh không biết gì, mà là phi hồng quen thuộc chiến sự, nên biết võ an lang là chức quan không thực quyền. Nghe là tứ phẩm, sắc màu rực rỡ, nhưng không điều động được binh kiếp trước nàng không dựa vào ai chỉ có thể binh làm lên bán bao nhiêu công lao mới có chức nhỏ chức nhỏ dần lên thẳng đến không ai cản nàng được bệ hạ coi trọng nhưng bây giờ nhìn như một bước lên trời thực ra không bằng bách phu trường nếu sở chiêu chỉ đề nghị phong còn phong quan gì là bệ hạ quyết định thì tốt nhưng nếu võ an lang là sở chiêu đề nghị thì ý nghĩa sâu xa hắn vì mình mời phong lại là chức không thực quyền Toan tính gì trong phòng phi nô cùng lâm song hạc nhìn người đứng cạnh cửa sổ hòa muội muội thăng quan lâm song hạc không hiểu ngươi không phải nói chờ trở lại sóc kinh sẽ gặp bệ hạ sao chuyện gì xảy ra lâm công tử phi nô nói lần này là sở tư công tử đề nghị bệ hạ phong quan sở tử lan lâm song hạc nhíu mày hòa muội muội thăng quan liên quan gì hắn hắn hiến ân cần gì tiêu giác bình thản nhưng trong mắt có hàn ý. Phi nô thở dài. Không phải ân cần hay không, hiện tại thăng quan, không phải chuyện tốt. Lâm song hạc ngừng quạt, nhìn Phi nô, rồi tiêu giác. Lời này nghĩa là gì? Ta nghe không rõ, ta nghĩ, chờ về kinh, lấy thân phận nữ tử mời phong cho nàng. Tiêu giác nhạt nói. Sở tử lan đoạt trước, nhìn như giúp hòa yến, thực ra trôn xuống tai họa. Tương lai, hòa yến thân phận bị lộ, là khi quân, liên lụy cửu tộc, lâm song hạc hít sâu không thể nào sở tử lan biết hòa muội muội là nữ tử giữ bí mật tốt ngày sau không lộ tài chứ đây chính là sở tử lan cao siêu tiêu giáp nói hắn muốn đối phó chỉ là ta hòa yến chỉ là công cụ sở chiêu giữ bí mật không chiêu cáo thiên hạ rồi mời phong biến thân phận hòa yến thành bẫy nếu không có chuyện này hòa yến thân phận bị lộ có thể dùng lý do ứng phó nhưng bệ hạ khen thường, khác hẳn Hỏa Yến sẽ trở thành đao, đâm vào tim Tiêu Giác. Đây chính là Sở Tử Lan dự định. Chương 167, thắng thảm. Cửa phòng ở ngay trước mắt, Hỏa Yến do dự một chút, cuối cùng không vào phòng mình mà đi đến trước cửa phòng Tiêu Giác, gõ cửa nhẹ nhàng. Một lát sau, Tiêu Giác lên tiếng, "Vào đi, cửa không khóa." Hỏa Yến mở cửa và thò đầu vào. Trong phòng chỉ có Tiêu Giác, hắn đã thay quần áo, chắc là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hỏa Yến ngập ngừng hỏi: Đô đốc, ngươi định nghỉ ngơi sao? Có chuyện gì? Tiêu giác lạnh nhạt hỏi. Hỏa Yến bước vào phòng và đóng cửa lại. Cô ngập ngừng một lát, rồi nhìn tiêu giác và nói. Ta được phong võ an lang, đô đốc, chuyện này là sao? Chuyện gì xảy ra? Tiêu giác lạnh nhạt hỏi. Sở tử lan không nói cho ngươi biết à? Hỏa Yến tiến lên một bước. Đô đốc, ngươi biết là sở tứ công tử đã xin phong chức cho ta mà. Tiêu giác nhìn cô, cười lạnh. Ngươi với hắn quan hệ thật tốt đấy. Không có, đô đúc, ngươi hiểu lầm ta rồi. Hòa Yến nói. Sở tứ công tử xin phong chức cho ta, ta cũng mới biết hôm nay. Ta cũng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Chắc thấy ngươi dưới tay ta không thăng tiến nhanh, nên sở tử lan bênh vực ngươi, tự thân lên tấu xin phong chức cho ngươi. Tiêu giác quay người, treo kiếm ẩm thu lên tường, giọng trào phúng. Hòa đại tiểu thư nhân duyên tốt thật, làm người khác phải ngạc nhiên. Lời này đầy châm trọc. Hỏa Yến nhíu mày. Đây không phải là yêu cầu của ta, Đồ Đốc, ngươi không thể giận lây ta được. Ta đã nói rồi." Tiêu Giác lạnh lùng, "Ngươi thích Sở Tử Lan là việc của ngươi, nhưng tại Lương Châu vệ, qua lại với gián điệp là việc của ta." Lời này khó nghe, như nàng đang tiếp tay cho nội gian, Hỏa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác tính tình khó hiểu hơn cả trầm mộ tuyết. Hai ngày nay bị uất ức, nàng không nhịn được nói, "Ta và Sở Tử công tử chỉ là bạn bình thường, Đồ Đốc" ngươi không phải cũng qua lại với trầm y nữ ngươi không có giao hảo sao giao hảo tiêu giác nhìn chằm chằm cô cười lạnh sở tử lan làm ngươi vui thật đấy hòa yến ta không biết rõ ràng thế nào nhưng sở tứ công tử không giống ngươi cố tình gây sự tiêu giác lạnh lùng hòa đại tiểu thư nên đi tìm người không cố tình gây sự đi hòa yến chấm chấm nàng tính nét tốt tự nhận là người rộng lượng nhưng gần đây bị trầm mộ tuyết làm phiền gặp tiêu giác hùng hồ cũng tức giận trong lúc tức giận nàng quên việc cần hỏi xoay người rời đi gần như muốn đập cửa nhưng nhớ tiêu giác vẫn là cấp trên không dám quá làm càn đóng cửa lại và rời đi có cốt khí phòng lại yên tĩnh sau một lúc lâu tiêu giác nhìn về phía cửa cửa đã đóng người đến cẩn thận đi vội vàng không khí còn lưu lại bầu không khí căng thẳng sắc mặt thanh niên lạnh lại phất tay đèn trên bàn tắt tất cả trở lại yên tĩnh như cũ thật sự là một đêm không vui vẻ. Từ sau hôm đó, Hỏa Yến dốc sức luyện tập hàng ngày, không còn đến tìm tiêu giác mỗi đêm để nói chuyện nữa. Thứ nhất là vì tiêu giác có thái độ ác liệt, việc sở chiêu xin phong chức cho nàng không phải là yêu cầu của nàng, nàng còn đề phòng sở chiêu, nhưng tiêu giác lại chút giận lên nàng, nói như thể nàng là gián điệp, khiến Hỏa Yến cũng tức giận. Thứ hai là vì, không biết tại sao, từ khi biết thân phận của Trầm Mộ Tuyết, nàng thường thấy tiêu giác và Trầm Mộ Tuyết ở cùng nhau. Hỏa Yến mới biết, hóa ra đồ ăn tinh tế trong rổ mỗi ngày của tiêu giác đều từ tay trầm mộ tuyết. Cô nương này vừa có thể làm thơ, vừa có thể đi theo tiêu giác viễn phó biên quan, ngay cả việc ăn, mặc, ở, đi lại đều rất tỉ mỉ. Mỗi ngày như vậy, Hỏa Yến tự hỏi, nếu nàng là tiêu giác, chắc chắn sẽ động lòng. Càng nghĩ càng nguyện hoài, nàng quyết định không để ý, mỗi ngày tiêu hao hết sức lực trên diễn võ trường, rồi về phòng ngủ, thời gian trôi nhanh hơn nhưng chuyện giữa nàng và tiêu giác vẫn bị người khác nhìn thấy. Một ngày, Hỏa Yến từ diễn võ trường xuống, cùng Hồng Sơn và mọi người ăn tối, trên đường về gặp Lâm song hạc. Hòa Huynh, hắn phất tay, đi đến bên Hỏa Yến. Ta cảm thấy Lương Châu vệ thật lớn, còn hơn cả Kinh Thành, nếu không sao ngày nào cũng không thấy bóng dáng ngươi. Nếu không phải gần đây gặp ngươi, ta nghĩ ngươi đã về Kinh rồi. Hỏa Yến im lặng một lát. Gần đây ta bận huấn luyện, không có thời gian nói chuyện với Lâm Huynh, mong Lâm Huynh không để tâm. Lâm xong hạc lắc cây quạt, nhìn nàng, cười thông cảm. Ta không nhỏ mọn vậy, nhưng hòa muội muội. Hắn nói nhỏ. Ngươi và hoài cẩn cái nhau sao? Ngày thường ngươi đi tìm hắn, 10 lần thì có 5 lần ngươi ở đó, mấy ngày nay ta tìm hắn, cửa chính khóa gì xét. Ngươi bao lâu rồi không vào phòng hắn? Hòa yến chừng mắt lạnh. Ngồi cái gì mà ngồi, ta với hắn không quen, thật sự cái nhau. Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Gần đây ngươi tính nết tốt, sao lại cãi nhau với Tiêu Hoài Cần? Hỏa Yến vốn hứt ức, nghe vậy liền nói. Ta đâu biết đắc tội gì. Lâm Huynh, có phải các ngươi nam tử mỗi tháng có một đoạn thời gian, thấy ai cũng không vừa mắt, muốn loạn phát bực bội thì loạn phát bực bội, không lý do. Lâm Song Hạc sờ cằm. Ta biết nữ tử mỗi tháng có quỳ thủy nên tâm trạng khó chịu, tính nết thô bảo. Không ngờ nam tử cũng vậy, là bệnh gì mới đúng. Hắn nghiêng nhìn Hỏa Yến, "Tới đây, ngươi nói cho ta nghe, Tiêu Hoài cần cố tình gây sự thế nào?" Hỏa Yến nghĩ, Lâm Song Hạc là bạn tốt của Tiêu Giác, tất nhiên hiểu rõ hơn nàng. Liền kể từ đầu đến cuối, nói xong, "Lâm huynh, ngươi nói, việc này không thể trách ta được không?" Đồ Đốc nghi ngờ ta mới nói thế, không biết ta một lòng hướng về Lương Châu vệ, nghe những lời này đau lòng biết bao. Lâm Song Hạc gấp cây quạt, nhìn chăm chằm Hỏa Yến, ánh mắt kỳ quặc hỏa yến bị hắn nhìn đến run rẩy hỏi lâm huynh hòa muội muội lâm song hạc nói nhỏ ngươi nghĩ hoài cần vì ngươi thân cận với sở tử lan mà sở tử lan có thể là gián điệp lương châu vệ nên nghi ngờ ngươi hỏa yến đúng vậy ngươi có nghĩ đến nguyên nhân khác lâm song hạc dẫn dắt hỏa yến hỏi nguyên nhân gì tỉ như ngươi đừng dùng ánh mắt thượng cấp hạ cấp mà là nam nữ quan hệ như vậy lâm song hạc thần bí nói có phải tiêu hoài cần thấy ngươi thân cận với sở tử lan, thân làm nam tử, nên ghen. Bốn phía yên tĩnh, lâm song hạc quan sát thần sắc hỏa yến. Sau nửa ngày, hỏa yến đưa tay sờ chán lâm song hạc. Lâm huynh, ngươi có bệnh không? Ta nghĩ ngươi nên đi tìm trầm y nữ. Lâm song hạc. Ngươi nhìn ta. Hỏa yến chỉ vào bản thân. Rồi nhìn trầm y nữ. Ngươi nghĩ, đô đốc lại ghen vì ta. Hỏa yến nói. Ta chỉ sợ trong mắt đô đốc, ta với ngươi, cùng trầm giáo đầu không khác hắn có ghen nhưng giống như bạn bị cướp đi không liên quan đến tình yêu nam nữ nàng nói chắc chắn làm lâm song hạc á khẩu một lát sau hắn nói ngươi nói không đúng cái gì gọi là nhìn ngươi với trầm y nữ ta nghĩ ngươi rất tốt ta duyệt nhiều người lời ta nói tại sóc kinh có phân lượng hỏa yến lắc đầu cười ta đẹp hơn trầm y nữ lâm song hạc cái này thì nhà ta quý giá hơn trầm y nữ ta đối với tiêu đô đốc như châu như bảo không tiếc viễn phó ngàn dặm lâm song hạc chấm chấm hắn khó khăn phản bác không thể nói vậy ngươi có ưu điểm hỏa yến cười lâm huynh nói một chút ta có ưu điểm gì lâm song hạc nói ngươi hào phóng giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa thân thủ tốt tính tình sang sảng hào phóng không nhăn nhó nhiệt tình kiên cường còn có thể đánh trận đây không phải ưu điểm là gì hỏa yến nhìn hắn lâm huynh những điều Nguyên nói, trầm giáo đầu cũng có, xích ô phi nô cũng có, lương châu vệ tân binh phần lớn như vậy, đô đốc đều tràn ngập ái mộ thưởng thức. Lâm song hạc không biết tiếp lời, hắn cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn giúp bạn tốt thăm dò tâm ý cô nương, bây giờ đừng nói thăm dò, hỏa yến không tin tiêu giác khác biệt tình nghĩa, còn làm sao nói. Cô nương như mặt trời nhỏ, trong lòng sao tự ti, như chưa từng được đối đãi tốt, chút bị. Yêu trộm cũng không tin, không phải nói phụ thân nàng yêu thương hòa yến được sủng ái lớn lên đại cô nương tự tin kiêu ngạo không như thế lâm song hạc nghĩ việc này không thể gấp muốn hòa yến thay đổi suy nghĩ phải tìm nguyên nhân hắn sợ hòa yến cứ xoắn suýt liền đổi chuyện thôi không nhắc đến nữa ta thấy người với hoài cần không đúng muốn làm hòa có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ rời lương châu vệ nếu trên đường lạnh lùng xa lạ sẽ rất khó chịu hòa yến sững sờ rời lương châu vệ lâm song hạc thở dài người ô thác đã tấn công hoài cần sớm muộn cũng phải lĩnh binh hồi kinh từ tương làm sao cũng không để hoài cần ở mãi lương châu vệ kinh thành không thể không có người thủ người ô thác tấn công là sao hòa huynh ngươi không biết sao ta biết chuyện này từ chiều nay ngươi chắc tại ngày huấn luyện đoán ngày mai lương châu vệ đều biết tại tế dương ứng phó người ô thác ô thác đại quân đã tiến công hoa nguyên bệ hạ đã phái phi hồng tướng quân nghênh chiến giữ vững hoa nguyên tin tức quá chấn động hỏa yến không biết phải chấn kinh điều gì người ô thác tiến công hoa nguyên hòa như phi nghênh chiến hòa như phi làm sao dám chuyện này khi nào hỏa yến hỏi phi hồng tướng quân đã đi hoa nguyên lâm song hạc nghĩ hoa nguyên đến lương châu không nghỉ ra roi thuốc ngựa cũng một tháng tin tức đã truyền phi hồng tướng quân chắc đã đến hoa nguyên đang cùng người ô thác kịch chiến hắn thấy hỏa yến sắc mặt khó coi, tưởng nàng lo lắng cho hoa nguyên, an ủi. Ngươi không lo, phi hồng tướng quân mang 15 vạn phủ Việt quân, không thua trận. Đây là đại ngụy phi hồng tướng quân, nổi danh hòa đại ca như phi, chưa từng đánh bại. Hai vạn người tại tế dương đối phó 15 vạn người ô thác, 15 vạn phủ Việt quân càng không ngại. Ngươi biết, phi hồng tướng quân am hiểu bài binh bố trận, lấy ít thắng nhiều. Hòa yến không nói. Lâm song hạc kỳ quái nhìn. Hòa huynh, Hòa huynh. Hòa Yến lấy lại tinh thần. Lâm huynh, mấy ngày nay, nếu có tin Hoa Nguyên, có thể báo cho ta biết không? Tự nhiên có thể. Lâm song hạc xoay cây quạt. Không phải gì quân vũ cơ mật, tin tức về Hoa Nguyên truyền đến, Lương Châu về sớm muộn gì cũng biết. Ngươi sao khẩn trương, toát mồ hôi, tại tế Dương Thành yếu thế, ngươi không ung dung sao? Chẳng lẽ... Hắn nhìn chầm chầm Hòa Yến. Ngươi... Hòa Yến tim đập mạnh, mặt vẫn bình tĩnh. Cái gì? Không tin phi hồng tướng quân. Lâm song hạc nói. Người thân với hoài cẩn, càng yêu ái cấp trên cũng là chuyện thường tình. Nhưng, phi hồng tướng quân là hảo thủ trong chiến tranh, không nghi ngờ gì. Người không cần lo, không có bản lĩnh, bệ hạ đã không chọn. Hỏa yến giờ phút này, không còn tâm tư nghe an ủi, chỉ qua loa vài câu, liền vội vàng rời đi. Lâm song hạc nhìn bóng lưng nàng, kỳ quái thầm nói. Nếu hòa như phi ở đây, Thấy bản lĩnh bị nghi ngờ, sẽ phun máu. Hoa Như Phi có phun máu không? Hoa Yến không biết. Nàng vội vàng về phòng, nhìn cửa đóng chặt, nhiều lần định mở khóa, lại rụt tay về. Nàng làm sao nói cho Tiêu Giác biết Hòa Như Phi là giả? Vì Phi Hồng Tướng quân thật đang ở Lương Châu vệ, Hòa Nguyên cách Lương Châu vệ xa, bệ hạ điều phủ Việt quân, Lương Châu vệ Nam phủ binh không thể rời. Huống hồ nàng làm sao thuyết phục Tiêu Giác mang Nam phủ binh đi Hoa Nguyên? nói hòa như phi dẫn đầu 15 vạn phủ Việt quân không thắng nổi người ô thác. Sợ nói ra, sẽ bị xem như gián điệp bắt lại. Hòa Yến nắm chén trà uống, nước trà lạnh thấu, cảm xúc trấn an bình tĩnh chút. Nàng không nghĩ, văn tuyên đế sẽ để hòa như phi đi hoa nguyên. Từ khi hòa như phi thay thế nàng làm. Phi hồng tướng quân, ngoài duyệt binh tại Kinh Thành, không còn dẫn binh đánh trận. Dù Tây Khương Nam man loạn bình định, đại ngụy an bình giàu có, không cần dùng binh, nhưng Hòa Như Phi cũng báo với Văn Tuyên Đế, nói trận cuối chịu trọng thương, muốn ở kinh tĩnh dưỡng. Binh quyền dễ thả khó thu, Hòa Như Phi yêu cầu ở kinh, Văn Tuyên Đế cầu còn không được. Người khác nói Hòa Như Phi thông minh, giá từ đỉnh vinh quang, Hòa Yến biết, Hòa Đại Thiếu Gia không thể dẫn binh đánh trận. Những năm qua, Hòa Như Phi ở kinh dưỡng thương, nàng biết Hòa Như Phi thân thủ tốt, có lẽ để xứng với. Phi Hồng Tướng Quân, từng duyệt binh thư, nhưng trên đời không có hai lá cây giống nhau, mưu lược binh pháp quen thuộc không thay đổi lừa nhất thời không lừa cả đời năm đó thân tín bên nàng chỉ cần cùng hòa như phi tiến lên chiến trường sẽ phát hiện khác biệt hòa như phi cũng lo lắng điểm này không dẫn binh đánh trận nhưng người ô thác xuất hiện làm rối loạn bình tĩnh hòa như phi bị ép xuất trinh hắn muốn làm sao hòa yến nghĩ một tia dự cảm xấu xông lên đầu hòa như phi không thể đánh bại nhiều phủ việt quân nếu thua hỏng thanh danh phi hồng tướng quân với hòa gia gian xảo, tuyệt sẽ không từ bỏ lợi ích trước mắt. Hòa Yến nghĩ rằng Hòa Như Phi chắc chắn sẽ làm mọi cách để không bị lộ. Nhưng nếu Hòa Như Phi thắng, thì cũng sẽ bị thân tín nghi ngờ. Nếu giờ phút này Hòa Yến ở gần Hoa Nguyên, sẽ lập tức đến chiến trường. Nhưng nàng đang ở xa tại Lương Châu, Hòa Như Phi đã cùng người ô thác giao chiến, nàng lo lắng cũng vô ích. Phải tỉnh táo, Hòa Yến tự nhủ, nhất định sẽ có cách giải quyết, việc cần làm trước mắt là thăm dò tin tức từ Hoa Nguyên rồi tính sau. Người Ô Thác tiến công Hoa Nguyên sự việc, như Lâm Song hạt nói, này thứ hai lan truyền khắp Lương Châu vệ. Lương Châu vệ binh lính nhiệt huyết, rối rít nói, người Ô Thác đã đến trước đây, khi đó mọi người là tân binh mà đã đánh bại họ, bây giờ chúng ta mạnh hơn nhiều, lại đến sẽ quét sạch họ. Giáo đầu, chúng ta có thể lên chiến trường đánh người Ô Thác không? Chúng ta muốn đánh người Ô Thác." Trầm Hãn lạnh lùng, "Nhốn nháo gì?" về sau có cơ hội cho các ngươi đánh, giờ nghiêm túc luyện tập. Hỏa Yến đứng trong hàng ngũ nam phủ binh, nhìn qua đám tân binh lương châu vệ kích động, lòng lo lắng. Trầm hãn nói không sai, người ô thác không phải thăm dò, là trắng trợn tiến công, ứng phó đại ngụy. Tất nhiên sẽ đánh trận, dù là hoa nguyên hay lương châu, sóc kinh hay tế dương, đất nước không thể trốn tránh. Chỉ không biết hoa nguyên bên kia tình hình thế nào. Hai ngày sau, buổi chiều, Mọi người đang luyện tập trên diễn võ trường, vừa xong ngày huấn luyện, gần đến giờ ăn cơm, từ xa thấy ngựa từ Bạch Nguyệt Sơn chạy tới, sau một hồi lâu, tân binh trong đám người chui ra ngoài, lớn tiếng. Mọi người biết không, Hoa Nguyên một trận chiến, Phi Hồng tướng quân thắng. Thắng? Thật sao? Không hổ là Phi Hồng tướng quân, người ô thác đều là hổ giấy, nhìn thấy lợi hại. Tài Tế Dương đánh không lại Đô đốc, tại Hoa Nguyên cũng không thắng Phi Hồng tướng quân, chúng ta đại ngụy chỉ cần hai người này đừng nói một ô thác quốc mười ô thác quốc cũng vô dụng đám người cười ha ha đại ngụy binh lính tin chiến thắng đến đều vui mừng khắp nơi tiếng cười vui vương bá cắn màn thầu nói nhỏ mười lăm vạn phủ việt quân để ta đi cũng thắng hồng sơn cười vậy sao ngươi không làm tướng quân vương bá muốn cãi lại thấy hỏa yến để chén cháo xuống đứng dậy a à, hòa ca tiểu mạch nhìn nàng ta đi ra ngoài một chút hỏa yến ngậm màn thầu sẽ trở lại nàng đi qua đám người nhanh chóng rời đi hòa huynh sao vậy giang giao hỏi hoàng hùng húp cháo đi ngoài Hòa yến đi rất nhanh tân binh bưng bát bị bỏ lại phía sau trong lòng nàng kinh ngạc hòa như phi thắng điều này hợp lý nếu tiếp nhận tướng lệnh hòa như phi nên có sự định vẹn toàn dù nàng và hòa như phi không ở chung nhiều nhưng qua các sự kiện như đinh nhất có thể thấy hòa như phi tâm tư kín đáo sẽ phòng ngừa chu đáo để tránh lộ thân phận, Hòa Như Phi sẽ nghĩ hết cách không để bị phát hiện. Có lẽ Hòa Như Phi đã chuẩn bị sẵn từ khi Hòa Yến trở về làm Hòa Đại Tiểu Thư, thậm chí trước đó đã hướng tới. Tướng quân thân phận này, nhưng vì sao nàng vẫn lo lắng bất an? Lâm Song Hạc và Tiêu Giác ngày ngày ở cùng một chỗ, nên là người đầu tiên biết tin tức này về tình hình trận chiến, hắn nhất định sẽ biết được một hai. Hòa Yến đến viện tử trước mặt, chưa kịp nhảy vào, đã thấy Lâm Song Hạc đang nói chuyện với Trầm Hán, cầm tờ tín chỉ. Lâm Song Hạc cảm thán, nói vậy, Hoa Nguyên chi chiến thắng nhưng thắng thảm, chết không ít người, phi hồng tướng quân lãnh binh tác chiến kiếp sống, đây là lần đầu. Nói trong quân có ô thác gian tế, phi hồng tướng quân lúc tác chiến bị bắn lén, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cơn sóng giữ, giữ được Hoa Nguyên. Hỏa Yến dừng bước, gian tế, phủ Việt quân kỷ luật nghiêm, sao có gian tế, dù có gian tế, Hòa Như Phi là tướng lĩnh, sao có thể bình yên vô sự? Bốn chữ. Ngăn cơn sóng dữ này, dùng cho Hòa Như Phi, Hòa Yến không tin. Hơn nữa, chết không ít người là sao? Lúc này, Lâm Song Hạc lại nói. Nói đến, ta từng cùng Hòa tướng quân đồng môn vài năm, hắn có lúc cố chấp, nhưng người không hỏng. Lần này gặp đả kích, tất nhiên tâm tình rất trầm thống. Trầm hãn thở dài. Dù là thân tín theo mình nhiều năm, một trận toàn quân bị diệt, ai cũng không thở ơ. Hỏa Yến như bị sét đánh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 168, rằng co. Tất cả thân tín của quân đội đã bị tiêu diệt, trong đầu Hỏa Yến thoáng chốc trở nên trống rỗng, ngay sau đó, cô rời khỏi cơn phẫn nộ. Đây hoàn toàn không phải là một tai nạn, mà là một vụ mưu sát. Hỏa Như Phi cố tình làm như vậy, có lẽ trong trận chiến ở Hoa Nguyên, hắn đã bộc lộ chân tướng, chưa bị phát hiện nhưng đã quyết định tiêu diệt hết mọi manh mối người nhà hòa có thể tàn nhẫn với chính huyết thống của mình, hòa như phi cũng có thể sử dụng cùng một cách thức với những người thân tín không mấy quen biết. Cơn phẫn nộ làm cô run dày toàn thân, cơ thể khẽ run, mắt đỏ ngầu trong chốc lát. Cô không thể kiềm chế được mà nắm chặt cành cây, cành cây bị cô bóp gãy làm hai. Tiếng động làm kinh động đến những người đang nói chuyện, lâm song hạc và trầm hãn quay lại, thấy hỏa yến, lâm song hạc ngạc nhiên hỏi. Hòa huynh, sao ngươi lại ở đây? Hắn định tiến tới, Hòa Yến lùi một bước, biết rằng lúc này không thể nói chuyện cẩn thận với Lâm Song Hạc, sẽ bị người phát hiện, liền vội nói: "Ta có việc, đi trước một bước, quay đầu đi ngay." Lâm Song Hạc đứng tại chỗ, một lát sau quay đầu nhìn Trầm Hãn. "Ngươi có nghe thấy giọng Hòa huynh vừa rồi có chút nghẹn ngào không?" Trầm Hãn đáp: "Có lẽ là Lâm công tử nghe nhầm." Thật sự là hắn nghe nhầm sao? Lâm Song Hạc cẩn thận nhớ lại, vẫn cảm thấy giọng nói của Hòa Yến lúc nãy có chút lạ, giống như đang cố nén khóc. Đúng lúc đó, tiêu giác cùng phi nô từ bên ngoài bước vào, thấy trầm hãn và lâm song hạc đứng trong sân, nhíu mày hỏi. Đứng ở đây làm gì? Tới tìm ngươi nói chút chuyện. Lâm song hạc hỏi. Ngươi có thấy hòa yến khi đi vào không? Hòa yến. Tiêu giác lạnh lùng đáp. Không thấy. Nói xong, anh bước vào phòng. Trầm hãn chắp tay chào lâm song hạc. Hắn còn muốn đến diễn võ trường. Lâm song hạc đi theo tiêu giác vào phòng. Phi nô đứng nghiêm bên cạnh. Hắn đóng cửa, Quay đầu nhìn Tiêu Giác đang cười áo choàng, nói: "Hoài Cẩn, ngươi vẫn còn chiến tranh lạnh với Hòa Muội Muội sao?" Tiêu Giác liếc nhìn hắn, "Ta không rảnh như ngươi. Vậy tại sao Hòa Muội Muội vừa rồi trông như muốn khóc?" Lâm Song Hạc thì thầm, sau đó nhìn Tiêu Giác, "Mấy ngày nay, ngươi đối xử với Hòa Muội Muội tốt hơn một chút đi. Ta không biết nàng và Sở Tử Lan xảy ra chuyện gì, nhưng mấy ngày nay nàng rất buồn. Hòa Muội Muội là người rất tự ti, yêu Sở Tử Lan mà không thể ngươi lại nói lời lạnh nhạt với nàng, nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, khó tránh khỏi đau lòng. Lâm song hạc nháy mắt với Phino, ra hiệu Phino cũng nói vài câu. Có phải vậy không, Phino? Phino đứng thẳng, giả vờ không nghe thấy lời hắn. Trong lòng chỉ nghĩ Hỏa Yến tự ti, ở Lương Châu Vệ không ai tự cao tự đại hơn Hỏa Yến, hai chữ tự ti không liên quan gì đến Hỏa Yến, không hiểu Lâm song hạc nhìn ra điều đó từ đâu. Tiêu giác nghe vậy, thần sắc càng lạnh lùng hơn, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉa mai. Đó là chuyện của Sở Tử Lan. Lâm Song Hạc thầm nghĩ, tại sao cả hai đều mạnh miệng như vậy? Nghĩ kỹ lại, không trách Hỏa Yến không tin Tiêu Giác cố ý với nàng, chỉ cần nhìn thái độ lạnh lùng vô tình của Tiêu Giác, nếu là Lâm Song Hạc cũng sẽ nghi ngờ. Điều này giống như là thích nhau, thực sự giống như oan gia. Nếu ngươi không có việc gì khác thì đi ra ngoài trước. Tiêu Giác nói. Ta có chuyện muốn nói với Vino hắn muốn làm chính sự. Lâm song hạc cũng không dám quấy dày, liền nói. Vậy được, các ngươi nói chuyện, ta đi ra ngoài trước, lát nữa sẽ tới tìm ngươi. Chờ lâm song hạc đi rồi, phi nô khóa cửa, đến bên cạnh tiêu giác. Đồ đốc, về trận chiến ở Hoa Nguyên, lại là một trận chiến như ở Minh Thủy. Tiêu giác ngắt lời hắn, phi nô im lặng một lúc. Bề ngoài không có gì đáng nghi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, phi hồng tướng quân dẫn 15 vạn binh lính, với chiến công của hắn, không thể thảm bại như vậy. Không chỉ vậy, Tiêu Giáp dựa vào thành ghế, đôi mắt hơi nheo lại, bàn tay trắng muốt vuốt ve chén trà trước mặt, giọng nói nhàn nhạt. Các phó tướng thân tín đều chết trận, trên đời không có sự trùng hợp như vậy. Thân tín của Phi Hồng tướng quân, toàn bộ đều là những người theo hắn từ trước, cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến, từ núi thay biển máu trở thành phó tướng. Họ không phải lần đầu ra trận, dù có gián điệp nội bộ, lừa được người khác thì có thể nhưng lừa được họ thì không dễ. Huống chi trước đó đã có trận chiến minh thủy, bây giờ lại nhìn trận chiến hoa nguyên, cảm giác mọi thứ đều có vấn đề. Thiếu gia cho rằng, so với tai nạn, càng giống như là bịt miệng. Tiêu giác trả lời bằng giọng đều đều. Phi nô im lặng, nếu nói là bịt miệng, lý do bịt miệng là gì? Như trận chiến minh thủy, tiêu trọng vũ và thân tín không ai sống sót, nhưng hôm nay hòa như phi còn sống, hòa như phi không nằm trong đối tượng bị bịt miệng vậy hòa như phi muốn che giấu bí mật gì mà phải giết hết thân tín của mình bí mật hòa như phi muốn giấu là gì tiêu giác ngẫm nghĩ một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn phi nô đi báo cho loan ảnh ta muốn biết từ đầu đến cuối tin tức về trận chiến hoa nguyên phi nô nhận lệnh rời đi tiêu giác dựa vào thành ghế ánh mắt hướng về nhánh cây chập trờn trước cửa sổ hắn từng đồng môn với hòa như phi một năm hòa như phi là người rất cố chấp đơn thuần đến gần như ngốc nghếch nhưng kiên trì về việc hòa như phi sau này trở thành phi hồng tướng quân hắn không nghĩ gì thêm nếu một người rất kiên trì trong một việc người đó sẽ thành công trong mọi việc nhưng việc hòa như phi tự tay giết chết những thân tín nhiều năm vì một bí mật nào đó tiêu giác vẫn nghi ngờ điều này không giống với hòa như phi trước kia nhưng không có gì là tuyệt đối lòng người dễ thay đổi có lẽ hòa như phi đã thay đổi từ lâu hỏa yến vẫn ngồi bên cạnh ngũ lộc hà đêm đã rất khuya, từ lúc nghe Lâm Song Hạc nói về trận chiến Hoa Nguyên, rằng thân tín của Hòa Như Phi đều đã chết, nàng liền rời khỏi đám người, ngồi ở đây, thoải mái chút bỏ cảm xúc trong lòng. Khi làm thân tín của Hòa Như Phi, họ cùng nàng từng bước sống sót trên chiến trường, cùng nhau đồng sinh cộng tử, tình cảm sâu đậm hơn bất kỳ ai khác. Hòa Yến từng nghĩ rằng Hòa Như Phi dù sợ lộ thân phận, tối đa cũng chỉ không còn chỉ huy binh lính, hoặc gào ốm, rất ít gặp người cũ, nhưng hòa như phi còn ác hơn nàng nghĩ, đã làm thì phải làm đến cùng, tiêu diệt hết các phó tướng. Họ trước khi chết đã nghĩ gì? Có lẽ có người đã phát hiện ra điều gì không đúng về hòa như phi, có lẽ không ai nhận ra. Có lẽ khi họ chết, họ cũng không ngờ rằng sẽ chết dưới tay tướng quân mình tin tưởng. Không chết trên chiến trường dưới lưỡi dao của địch, lại chết trong những mưu mô xấu xa của chính mình, thật hoang đường, thật vô lý. Một tiếng, ba, roi rơi mạnh xuống tảng đá trước mặt, làm nát một góc đá. Hỏa yến mạnh mẽ vung roi trong tay, như muốn chút hết nỗi bi phẫn trong lòng, âm thanh vang xa trong không gian trống trải bên bờ sông. Không biết đã bao lâu trôi qua, roi quất lên tảng đá, cán gỗ trên tay mang theo màu tuệ bị văng ra ngoài. Hỏa yến dừng lại, thở dốc, nhìn tay mình, lúc phát tiết không cảm thấy gì, giờ nhìn lại, trên tay đều là những vết đỏ, cuối cùng cảm nhận được sự mệt mỏi. Nàng thu hồi trường tiên bên hông, đi tới chỗ màu tuệ bị quật bay sang một bên màu tuệ một nửa dính vào nước sông bên kia rơi vào tảng đá hỏa yến cúi người nhặt lên chỉ thấy cái hoa thạch lựu nhỏ bị vỡ thành hai nửa hỏa yến nhìn chằm chằm vào hoa thạch lựu bị vỡ làm đôi trong nháy mắt hình ảnh ngày xưa cùng các huynh đệ trong quân doanh mỉm cười ăn mừng chiến công hiện lên cô không cầm được nước mắt ngồi bệt xuống đất đầu tựa vào khuỷu tay khóc thút thít cô rất ít khi khóc vì bản thân bây giờ không thể làm ngơ tử không giết bá nhân, bá nhân lại vì cô mà chết. trong lúc đó, ấy nãy tự trách, bi thương, phẫn nộ đan xen vào nhau, ngoài nỗi đau nghẹn ngào, khó mà không suy nghĩ. trong cánh đồng bao la chỉ có tiếng rên gì trầm thấp, tiếng rên cũng lạnh lùng, lạnh như tuyết. có tiếng bước chân đến gần, ban đầu rất nhỏ, dần dần dừng lại cách nàng vài bước, giọng nói lạnh lùng gần như hòa vào bóng đêm, gọi tên hòa yến. hòa yến, hòa yến còn chưa kịp lau nước mắt. Cô thức ngẩng đầu lên, quay người lại, thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc cầm y xanh, phong thái tuấn tú, đôi mắt đen ngưng nàng, thần sắc nhàn nhạt. Đô đốc, hỏa yến đưa tay, lung tung lau nước mắt trên mặt, điềm nhiên như không có gì xảy ra nói. Ngày sao lại tới đây? Hắn không nói gì, ánh mắt dừng lại ở tay hỏa yến, trong tay nàng còn nắm chặt màu tuệ, một nửa màu tuệ lộ ra bên ngoài. Một lát sau, tiêu giác rời ánh mắt, hỏi. Ngươi khóc gì vậy? Hỏa Yến trong lòng co rụt lại, vốn muốn tìm chỗ không người để phát tiết, không ngờ Tiêu Giác lại tới đây. Đây là gì chứ? Nàng không thể nói thật tình huống, nhưng màu tuệ trong tay nhắc nhở nàng, Hỏa Yến nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta, ta làm rơi bông tai, nóng vội quá." Sở Tiêu Giác không tin, Hỏa Yến xòe tay, cho hắn xem màu tuệ bị vỡ thành hai nửa. "Ngươi xem, nó rơi thành hai nửa, chắc không sửa được." Nàng vẫn mặc như thiếu niên, đôi mắt đỏ bừng lần trước gặp nàng như vậy, vẫn là lúc liễu bất vong qua đời. Mà Hòa Yến không phải người sẽ vì một chiếc màu tuệ mà thương tâm rơi lệ. Trong khoảnh khắc, bên tai tiêu giác vang lên lời của Lâm song hạc lúc trước. Hòa muội muội của ta, ở sâu trong lòng rất tự ti, yêu sở tử lan mà không thể, ngươi lại nói lời lạnh nhạt với nàng, dù sao cũng là tiểu cô nương, khó tránh khỏi đau lòng. Yêu mà không thể, đúng vậy, lần trước khi sở tử lan thất hẹn trên Bạch Nguyệt Sơn, Hắn đã thấy Hỏa Yến uể oải không chịu nổi. Hỏa Yến thấy thanh niên trước mắt bước tới trước mặt mình, cúi người nhìn nàng, khuôn mặt hắn rất đẹp, lại gần khiến Hỏa Yến có chút sợ hãi, giọng nói của hắn bình tĩnh, hỏi: "Ngươi thích như vậy, dù đau lòng đến đâu cũng vẫn muốn kiên trì sao?" Hỏa Yến mở to mắt, hắn nói: "Ý gì đây?" Hắn im lặng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như bóng đêm, sâu thẳm và nhàn nhạt. Không biết bao lâu sau, Tiêu Giác đứng thẳng người, quay lưng về phía nàng giọng nhạt nói ngươi ở đây sẽ ảnh hưởng đến binh lính nam phủ nghỉ ngơi gần đó trở về đi nói xong hắn không quay đầu lại mà rời đi hỏa yến chờ hắn rời đi dùng tay áo lau mặt rồi cũng đi theo quay đầu nhìn thoáng qua dòng sông xa không thể để hòa như phi tiếp tục như vậy hòa như phi đã mất lý trí về sau sẽ ngày càng tệ hơn không có nhiều thời gian cho nàng ở lại lương châu vệ mãi cũng không được phải nhanh chóng trở lại sóc kinh. Hỏa Yến nghĩ như vậy, nhưng chưa kịp nghĩ cách trở lại sóc kinh, đã có người muốn rời đi trước nàng, chính là Sở Chiêu. Một ngày, sau khi buổi huấn luyện tại diễn võ trường kết thúc, Hỏa Yến ăn xong cơm, rồi đi về phòng. Những ngày này, vì chuyện trận chiến hoa nguyên, trong lòng nàng khó chịu, mỗi ngày trông rất nặng nề, mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng. Hỏa Yến muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức về Hòa Như Phi, nhưng tin tức về Hòa Như Phi đầu tiên đến tay tiêu giác, sau đó là các giáo đầu, cuối cùng mới đến tân binh. Phi hồng tướng quân ở xa tận Hoa Nguyên, ngày thường ngày huấn luyện gian khổ, cũng không thể quan tâm nơi xa. Nàng trở về viện tử của mình, thấy một người đang ngồi trên bàn đá trước cửa. Ban đầu họ yến tưởng là tiêu giác, nhưng mấy ngày nay tiêu giác đi sớm về trễ, khó gặp mặt, đến gần mới nhìn rõ, không phải tiêu giác mà là sở chiêu. Thời tiết ngày càng nóng bức, áo quần hắn mỏng manh, dáng người gầy gò, mặc thanh y váy dài, ngồi trong sân, làm cho viện tử giản dị này cũng thêm vài phần tiên khí. Hỏa Yến đến gần, nói. Sở huynh, hòa huynh. Sở chiêu đứng dậy, cười nói. Ta tới tìm ngươi, không thấy ngươi, liền chờ ở đây. Tưởng ngươi về muộn, may là trở về sớm. Sao lại chờ ở ngoài? Hỏa Yến ngồi xuống ghế đá. Mùa hè ở đây đầy mũi, ngươi vốn gầy yếu, lại để mũi cắn, không còn gì mà thừa. Sở chiêu ngạc nhiên một lát, bị lời nàng chọc cười, lắc đầu lấy từ tay áo ra một cái túi thơm nhỏ. Đa tả hòa huynh quan tâm, nhưng ta có thảo dược xua mũi, mang theo người, mũi không dám đến gần. Thiếu gia nhà giàu, đúng là thiếu gia, làm việc gì cũng cầu kỳ, bảo sao không bao giờ có lúc khó khăn. Sở chiêu đặt túi thơm lên bàn, nói. Hòa huynh, ta đến để từ biệt ngươi, lần trước đi vội, không kịp từ giá, lần này muốn làm đúng lễ nghĩa. Tạm biệt. Hỏa Yến không quá ngạc nhiên, sở chiêu ở Lương Châu Vệ cũng không phải kế lâu dài. Lương Châu Vệ ngày 7 tháng 1 âm lịch cũng là ngày khổ huấn, sở chiêu dù là gian tế hay tìm đường rẽ, mỗi ngày ở đây cũng không thu hoạch được gì. Nơi này nghèo nàn, thiếu gia nhà giàu không cần chịu khổ ở đây, sớm muộn cũng muốn trở lại sóc kinh. Sở chiêu gật đầu. Trận chiến Hoa Nguyên, Hòa Huynh đã biết rồi chứ không ngờ hắn nhắc đến trận chiến hoa nguyên hỏa yến khẽ giật mình rồi trả lời đúng người ô thác cũng định tấn công đại ngụy kinh thành không thể thiếu người không chỉ mình ta nghĩ không lâu sau tiêu đô đốc cũng sẽ trở lại sóc kinh bây giờ người ô thác còn ở hoa nguyên chưa tiến về phía bắc hoa nguyên ta phải đi trước một bước chờ người ô thác tiến về phía bắc đường không dễ đi sợ lúc về sóc kinh sẽ không dễ dàng sở chiêu cười huống chi ta ở lương châu vệ dự định chờ chuyện tế dương kết thúc rồi rời đi bây giờ ngươi đã được phong võ an lang ta không còn gì phải lo lắng lời này nghe có vẻ như hắn ở lại lương châu vệ chỉ vì hỏa yến hỏa yến nói sở huynh có lòng tài hạ vô cùng cảm kích lần này về kinh chúc ngươi thuận buồm xuôi gió nam nhân trẻ tuổi tuấn tú như lan cười ôn nhu ánh mắt nhìn nàng thật sâu không nói lời nào hỏa yến sờ mặt mình trên mặt ta có gì sao sở chiêu cúi đầu cười một lát sau mới ngẩng lên nói thật ra hôm nay ngoài việc từ biệt ta còn một chuyện muốn thương lượng với hòa huynh hòa yến hỏi chuyện gì hòa huynh có muốn đồng hành cùng ta về sóc kinh không mọi thứ trở nên tĩnh lặng sau một lúc lâu hòa yến lên tiếng sở huynh đừng đùa ta sao có thể đồng hành cùng ngươi rời đi hòa huynh dù bây giờ vẫn là người của lương châu vệ nhưng chính thức là do bệ hạ phong võ an lang ngươi có thể được tiêu đô đốc chi phối nhưng không phải là binh dưới quyền tiêu đô đốc ta có chỉ dụ của bệ hạ có thể chọn lựa tân binh từ lương châu vệ làm thị vệ nếu hòa huynh đồng ý có thể cùng ta đồng hành không cần lo lắng bị bệ hạ quở trách không đợi hòa yến nói hắn lại tiếp ta biết hòa huynh lo lắng cũng sợ tiêu đô đốc không vui nhưng hòa huynh lương châu vốn nghèo nàn ngươi là một thiếu niên lang ở vùng đất nghèo nàn này không khỏi gian nan sớm hay muộn cũng phải về sóc kinh ngươi đã có lòng kiến công lập nghiệp Cùng ta về Sóc Kinh, ta sẽ cho ngươi gặp mặt Thánh Thượng, kiến công lập nghiệp không chỉ có một con đường, nhất là con đường ngươi chọn lúc trước thật sự quá chậm." Sở Chiêu từ trước đến nay rất biết cách nói chuyện, nhắm thẳng vào điểm yếu của người khác. Như mọi người đều biết Hỏa Yến muốn kiến công lập nghiệp, hắn liền đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn. Nhưng Hỏa Yến không muốn đi cùng Sở Chiêu, nàng không tin tưởng Sở Chiêu. "Ta không có ý định rời Lương Châu về." Hỏa Yến cười từ chối ta cũng không nghĩ mình hiện tại có thể kiến công lập nghiệp. Sở chiêu nhìn chăm chăm vào mắt nàng, chậm rãi nói. Ngươi không muốn rời lương châu vệ, không phải vì lý do này, đúng không? Hỏa Yến khẽ giật mình, ánh mắt đối phương mỉm cười, dường như nhìn thấu tất cả, khi bị nhìn thấu tâm sự, nàng không cảm thấy xấu hổ như khi bị lâm song hạc phát hiện, mà là không thoải mái. Sở chiêu quá hiểu tâm lý người khác, thật ra Hỏa Yến hơi quá lời, sở chiêu từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, làm người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, như những nữ tử bình thường bị hắn chiêu chọc, không nói là tình cảm sâu đậm, nhưng cũng dần dần thả lòng phòng bị. Nhưng sở chiêu gặp phải Hòa Yến từ đầu, Hòa Yến nhìn bề ngoài thẳng thắn nghĩa khí, nhưng thực ra trong lòng không dễ dàng tin tưởng ai. Nhất là gần đây sự việc về Hòa Như Phi làm nàng càng thêm nhạy cảm. Sở chiêu chỉ cần thêm một chút tới gần, nàng liền toàn thân cảnh giác. Gió thổi qua, làm nhánh cây trên đầu rung nhẹ một chiếc lá bị thổi rơi xuống, lung la lung lay, rơi xuống tóc hỏa yến. Ngươi thực, sở chiêu khóe môi vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, một tay tìm kiếm, như muốn phủi nhẹ chiếc lá trên đầu hỏa yến, giọng nói mang theo sự mê hoặc. Nghĩ kỹ xem ngươi có muốn rời lương châu vệ không? Hỏa yến, ta, lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng trên vào. Ngươi không nghe thấy nàng nói không muốn sao? Hỏa yến quay đầu lại, thấy tiêu giác bước tới từ sau viện tử không biết hắn đã đứng đó bao lâu, nghe được bao nhiêu, dáng người thẳng tắp tuấn tú, mang theo hơi lạnh của đêm, bước tới bên cạnh hỏa yến. Đây coi như là, bị bắt quả tang đào chân tường sao, hỏa yến trong lòng không ngừng than thở, sao gần đây chuyện xấu như vậy, mỗi lần đều gặp tiêu giác, sợ hiểu lầm càng để lâu càng sâu. Nàng lùi lại sau lưng tiêu giác, ho nhẹ. Đồ đốc, sở tứ công tử đến từ biệt ta, còn về chuyện đồng hành, chỉ là nói đùa thôi, ta sao có thể rời lương châu vệ? Không có khả năng. Tiêu giác không biểu cảm nhìn nàng, đột nhiên đưa tay, làm bộ muốn đánh vào đầu nàng, hỏa yến giật mình, ngay sau đó, đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc lá trên đầu hỏa yến, nhẹ nhàng gạt ra, chiếc lá rơi xuống đất. Hỏa yến nhìn chằm chằm chiếc lá rụng trên mặt đất, thầm nghĩ, hóa ra là muốn quét lá cho nàng. Quét một chiếc lá mà cũng mang sát khí bốn phía, chỉ cần thấy nàng và sở chiêu đứng cùng nhau, tiêu giác liền vô cùng tức giận. May mà sở chiêu sắp rời lương châu vệ, hỏa yến thầm thấy may mắn, sau này sẽ không còn hiểu lầm như thế. Đi vào đi, tiêu giác nói. Ta có chuyện muốn nói với sở tứ công tử. Hỏa yến sừng sốt, nhìn sắc mặt tiêu giác, dù tức giận, nhưng thần sắc hắn vẫn nhàn nhạt, người này lúc nào cũng tỉnh táo, dù tức giận cũng không làm chuyện đánh sở chiêu. Hỏa yến không muốn nói chuyện thay sở chiêu, nhưng nàng đã được dạy rằng, người như nàng và tiêu giác mà đi đánh sở chiêu là lấy mạnh hiếp yếu bắt nạt kẻ yếu luôn luôn là sai. Hỏa Yến thận trọng nói. Có chuyện gì không thể nói trước mặt ta sao? Ta cam đoan không tiết lộ. Tiêu giác nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Chỉ cái nhìn này, Hỏa Yến không còn lời nào để khuyên. Nàng ho nhẹ. Vậy ta đi vào trước, các người từ từ nói, nhất định tỉnh táo. Sở tứ công tử, ta đi đây. Sở chiêu không giận, chỉ cười nhặt túi thơm trên bàn đưa cho Hỏa Yến. Cái này đưa cho Hỏa Huynh, ta còn nhiều hòa huynh đeo trên người, ban đêm không sợ mũi quấy dày. Người cười nói, mình sao nỡ đánh, dưới ánh mắt như đau của tiêu giác, hỏa yến không biết lấy dũng khí từ đâu mà nhận lấy. Nàng thầm nghĩ, thôi, chỉ lần này, dù sao sau này cũng không còn cơ hội như thế. Đợi hỏa yến đi rồi, tiêu giác mới ngồi xuống ghế đá chỗ hỏa yến vừa ngồi. Hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn sở chiêu, nụ cười ôn hòa của sở chiêu dần tắt, một lát sau. Hắn chậm rãi nói tiêu đô đốc bảo vệ nàng kỹ thật. Tiêu giác nghe vậy, cười nhẹ, thân sắc lười nhác, ánh mắt đen kịt sắc bén như điện, thờ ơ nói. Sở tứ công tử lời này, thừa nhận mình có ý định cướp nàng. Vì sao dùng từ cướp? Ánh mắt sở chiêu lần đầu tiên không còn nhu hòa, như lộ ra nanh vuốt giã thú, lạnh lùng và hung ác. Nàng là thuộc hạ của ngươi, không phải nữ nhân của ngươi. Chí ít là ta, tiêu giác cười nhẹ, bây giờ là vậy nhưng tiêu đô đốc sao đảm bảo rằng sau này, ngươi, sẽ không thành ta. Đừng nói những lời không muốn sống. Dưới bóng đêm, khuôn mặt tinh xảo của đô đốc trẻ tuổi, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm mai, châm biếm. Ngươi có thể thử một lần. chương 169, rời doanh trải. Sở chiêu và tiêu giác nói chuyện bên ngoài, hỏa yến ở trong phòng, muốn nghe lén, nhưng dù có dán tai vào cửa thì chỉ nghe được tiếng bên ngoài. Cô định đợi tiêu giác nói xong để hỏi tình hình, nhưng chờ mãi cũng không thấy tiêu giác quay lại phòng cô bất giác ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau sở chiêu và ứng hương đã rời khỏi lương châu vệ họ rời đi từ sáng sớm cùng với hộ vệ sau khi sở chiêu rời đi người vui nhất là lâm song hạc điều này hòa yến cũng không rõ lắm vì giữa lâm song hạc và sở chiêu chưa từng có mâu thuẫn nhưng thấy lâm song hạc vui vẻ như vậy có lẽ là thực lòng thoải mái vì sở chiêu đã đi tiêu giác cũng không còn nói chuyện khó chịu như mấy ngày trước, khiến hỏa yến thở phào nhẹ nhõm. Sở chiêu rời đi sớm, có lẽ là điều tốt cho cả anh và mọi người khác. Lương Châu vệ trở lại bình yên, mỗi ngày vẫn huấn luyện, nhưng Hỏa Yến biết rằng sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài lâu. Như Sở Chiêu đã nói, thay đổi đã xảy ra, sự xuất hiện của người ô thác sẽ gây chấn động cho đại ngụy. Một ngày nọ, Hỏa Yến đang huấn luyện cưỡi ngựa cùng binh lính Nam Phủ, đã đến giữa tháng 5, mùa hè ở Lương Châu Vệ đến sớm hơn những nơi khác, cái nóng bức phủ khắp mọi người. Vì ban ngày dài hơn, thời gian huấn luyện của cả binh lính Nam Phủ và Lương Châu Vệ đều tăng gấp đôi. Cô leo núi, xuống ngựa, toàn thân ướt đẫm như vừa bước ra từ nước. Cô lấy một chiếc khăn lau mồ hôi từ bên cạnh, đây là vòng cuối cùng, điền lãng nhìn hòa yến và khẽ gật đầu. Tần binh Lương Châu Vệ có thể theo kịp binh lính Nam Phủ, Thậm chí kỹ thuật cung ngựa của họ còn tốt hơn, thật sự rất khá. Sân diễn võ lương châu vệ đã tan từ lâu, Hồng Sơn và một vài người đang đợi Hòa Yến cùng đi ăn. Hỏa Yến buộc ngựa, trả lại cung tên, rồi bước về phía họ. Tiểu Mạch mắt sáng rực nhìn Hỏa Yến. Hỏa đại ca, sao kỹ thuật bắn cung của anh ngày càng tiến bộ vậy? Tôi vừa thấy rõ, anh bắn nhiều lần đều trúng Hồng Tâm. Chỉ hơn một năm, Tiểu Mạch đã cao lớn hơn rất nhiều trước đây Hỏa Yến còn có thể dễ dàng ôm vai cậu ấy, bây giờ thì phải ngửa đầu nhìn. Cô cười nói, em cũng giỏi lên nhiều, hai người các ngươi khen nhau làm gì? Vương bá chọc ghẹo, có thể khen ra hoa sao? Mọi người đều biết tính cách của hắn, không để ý mà chỉ đi về phía nơi ăn cơm. Khi đến nơi, mọi người lấy bánh bao và cháo rau, tìm chỗ ngồi xuống, Hỏa Yến cúi đầu uống ngụm cháo, nghe Giang Giao hỏi. Các người có biết nhuận đô không? Nhuận đô, không đợi hòa yến trả lời hoàng hùng đã nói khi xưa ta truy sát kẻ thù từng đi ngang qua nhuận đô đó là một thành nhỏ nơi đó có nhiều nho từng chùm nho như ngọc hạt nào cũng ngọt và lớn thật à tiểu mạch liếm môi nhuận đô có xa không tôi chỉ từng nếm nho dại chua chưa bao giờ ăn nho ngọt hoàng hùng suy nghĩ rồi đáp cách đây khoảng hơn một tháng đi đường hòa yến hỏi anh giang sao lại nhắc đến nhuận đô giang giao thở dài hôm nay tôi đến gặp giáo đầu trầm, muốn nhờ giáo đầu gửi thư về kinh thành để xin một cây thương mới. Khi đến nơi, tôi tình cờ nghe thấy giáo đầu trầm nói chuyện với giáo đầu mã. Mọi người nhìn giang giao, chờ anh ta nói tiếp. Trước đây, trong trận chiến tại Hoa Nguyên, người ô thác chia quân làm hai hướng, một hướng tấn công Hoa Nguyên, hướng còn lại tấn công nhuận đô không xa. Hoa Nguyên rộng lớn hơn, có phi hồng tướng quân bảo vệ, dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn giữ được tình hình ở nhuận đô lại không tốt, đó là thành nhỏ, binh lực ít, nếu không có viện trợ, cửa thành sẽ thất thủ sớm muộn. Nghiêm trọng như vậy sao? Hồng Sơn kinh ngạc, họ ở nơi xa xôi nhất của Lương Châu, gần như là nơi hẻo lánh nhất của Đại Ngụy, gà không đẻ trứng, chim không thèm ị, tin tức gì cũng không đến được, tình hình bên ngoài đã tồi tệ đến vậy sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Tiểu mạch nhỏ tuổi, vội hỏi. Không thể để mặc tính mạng của người trong thành, Hoa Nguyên gần Nhuận Đô, nếu người ô thác rút khỏi Hoa Nguyên, phi hồng tướng quân có thể mang quân phủ Việt còn lại đi giúp Nhuận Đô. Thạch đầu nghiêm túc nói. Nhuận Đô sẽ không đến mức đỉnh trẻ, vậy thì tốt. Hồng Sơn yên tâm. Có phi hồng tướng quân và quân phủ Việt, Nhuận Đô sẽ được cứu. Mọi người vừa nói, Giang Giao nhìn Hỏa Yến. Hỏa Đại ca, sao anh không nói gì? Không biết từ khi nào, Hỏa Yến đã cúi đầu im lặng, không động đến đồ ăn trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì nghe vậy mới ngừng đầu, đôi mắt sáng kinh ngạc, như đốt lên ngọn lửa, làm mọi người giật mình. Anh không sao chứ? Vương bá nghi ngờ vẫy tay hỏi cô. Hỏa Yến hít sâu một hơi. Không sao. Cô hỏi Giang Giao. Anh có biết tình hình cụ thể ở Nhuận Đô bây giờ thế nào không? Giang Giao lắc đầu. Tôi chỉ nghe được một nửa, rồi bị giáo đầu trầm phát hiện. Giáo đầu không muốn nói chi tiết, có lẽ sợ làm Lương Châu Vệ lo lắng. Anh tiếp tục thở dài. Tôi không hiểu, chúng ta đến nơi xa xôi này, ngày ngày huấn luyện vất vả, không phải để bảo vệ đất nước khi có ngoại xâm sao. Hiện tại dân chúng đại ngụy đang chịu khổ, chúng ta vẫn như thường ngày huấn luyện, chẳng phải là bịt tai trộm chuông sao. Tổng quân rốt cuộc có ý nghĩa gì? Các anh em trẻ tuổi vốn mang trong lòng ngọn lửa, gặp kẻ địch đánh đến tận cửa, không thể nhịn được. Bắt họ giả vờ không biết, thật sự khó như lên trời. Anh nói không đúng. Hồng Sơn nói không cần đến chúng ta, chứng tỏ tình hình chưa tệ đến mức đó, người ô thác cũng chưa quá cản rỡ. Thật cần đến chúng ta, chứng tỏ đã không thể cứu vãn, dân chúng đại ngụy chịu khổ nhiều hơn, chẳng phải là càng tệ hơn sao. Giang giao nghĩ rồi cảm thấy Hồng Sơn nói có lý, nên im lặng. Tiểu Mạch hỏi. Hòa đại ca, anh nghĩ vì Hồng Tướng Quân giúp nhuận đô rồi thì sẽ thắng hay thua? Cần phải hỏi sao? Vương bá không nghĩ ngợi đáp. 15 vạn quân phủ Việt, nghe nói tại Hoa Nguyên chỉ mất chưa đến 5 vạn, còn gần 10 vạn. Nhuận Đô chỉ là thành nhỏ, người ô thác không thể đông lắm, thêm binh mã trong thành, ngay cả người rốt cũng thắng. Phi Hồng tướng quân giữ được Hoa Nguyên, thành nhỏ như vậy sao không giữ được? Tôi thấy các ngươi lo lắng mù quáng, lo lắng cho người khác không bằng lo cho mình, khi nào chúng ta mới được ăn thịt. Hắn nói chuyện từ trước đến nay khó nghe, mọi người lười để ý, tiểu mạch lại nhìn Hòa Yến. Hòa đại ca, anh cũng nghĩ Phi Hồng tướng quân sẽ thắng sao? Hỏa Yến cúi nhìn chén cháo, cháo ít, rõ ràng như gương phản chiếu mặt nàng, cô chậm rãi nói, giọng bình tĩnh. Tôi nghĩ, hắn sẽ không giúp nhuận đồ. Sau khi ăn xong cùng Hồng Sơn và những người khác, Hỏa Yến không trò chuyện như thường ngày. Cô chỉ nói rằng hôm nay mình mệt mỏi vì ngày huấn luyện, muốn về nghỉ sớm. Trên đường trở về, Hỏa Yến vẫn nghĩ về những gì Giang Giao đã nói trước đó người ô tháp tấn công nhuận đô. Thực tế, nếu chỉ nhìn khoảng cách giữa Hoa Nguyên và nhuận đô, việc hòa như phi đi giúp đỡ không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người đều nghĩ vậy, vì lý do đó, khi Hòa Yến nói rằng Hòa Như Phi sẽ không giúp nhuận đô, ngay cả Tiểu Mạch cũng không tin. Tại sao, Phi Hồng tướng quân đã thắng trận, Hoa Nguyên cũng không giữ được, ông ấy không thể thấy chết mà không cứu sao? Phi Hồng tướng quân không phải là người thấy chết mà không cứu. Hòa Yến nghe đến đây, không biết nên vui hay buồn. Vui vì nhiều năm cố gắng của cô đã được mọi người công nhận, cô xứng đáng với danh hiệu Phi Hồng Tướng Quân. Buồn vì mọi người lại gán hết ấn tượng tốt về cô cho Hòa Như Phi, không đề phòng cô ấy, để cho nhiều người lợi dụng cơ hội. Hòa Như Phi tất nhiên sẽ không đến giúp Nhuận Đô, vì Tổng binh của Nhuận Đô, Lý Khuông, đã từng cộng sự với Phi Hồng Tướng Quân. Lý Khuông biết, Phi Hồng Tướng Quân hòa như phi giả mạo chỉ cần tiếp xúc với Lý Khung một chút, sẽ lộ ra chân tướng. Hòa như phi biết rõ điều này, nên chắc chắn sẽ tìm cách kéo dài thời gian, chờ đến khi Lý Khung chết và nhuận đô đình trệ mới xuất hiện. Để không bị lộ thân phận, hòa như phi sẵn sàng hy sinh cả một thành phố. Năm đó cô đã từng dừng chân ngắn ngủi tại nhuận đô, lúc đó người quấy rối không phải là ô thác mà là Tây Khương. Sau trận chiến ở nhuận đô, cô đã kết được tình nghĩa với người dân nơi đây giờ nghe tin về nhuận đô, cô không thể thở ơ, dù là công hay tư. Phòng đã ở ngay trước mắt, nhìn qua cửa sổ, đèn trong phòng tiêu giác vẫn sáng. Hỏa Yến tiến đến trước cửa phòng, do dự một chút, rồi khẽ gõ cửa. Mời vào. Hỏa Yến đẩy cửa bước vào, thấy Phi Nô đứng nghiêm một bên, tiêu giác cầm trong tay một bức thư. Khi Hỏa Yến bước vào, anh buông thư xuống, cửa sau lưng đã đóng, Hỏa Yến tiến tới và nói. Đô đốc, anh nhìn thoáng qua Hỏa Yến, thấy dáng vẻ lo lắng của cô, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Chuyện nhuận đô, đô đốc đã biết chưa? Tiêu giác nhướng mày. Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Tình cờ nghe thấy trầm tổng giáo đầu nói chuyện với người khác. Hỏa Yến tiến một bước. Đô đốc, nhuận đô có thể bị người ô thác công phá không? Tiêu giác mỉm cười. Không đâu, hòa như phi đang ở Hoa Nguyên. Khoảng cách từ Hoa Nguyên đến nhuận đô chỉ khoảng 3-4 ngày anh trông có vẻ rất yên tâm hỏa yến cắn răng vậy nếu phi hồng tướng quân không giúp nhuận đô thì sao hoặc nếu trên đường gặp chuyện gì làm chậm trễ thì sao nghe vậy tiêu giác ngước mắt nhìn cô ánh mắt anh yên tĩnh nhưng sắc bén như muốn nhìn thấu cô chỉ hỏi ngươi nghĩ vậy sao hỏa yến biết rõ anh đã bắt đầu nghi ngờ nhưng mấy vạn mạng sống ở nhuận đô không thể bị hy sinh vô ích cô nói ta chưa từng gặp phi hồng tướng quân dù mọi người nói hắn giỏi, nhưng cũng có thể chỉ là lời đồn thôi. Hắn mang 15 vạn quân phủ Việt đi đánh ô thác, lại mất mấy vạn, thắng trận rất gian nan. Không bằng người ta ở thành tế dương uy phong hơn, có khi hắn chỉ là tên nhát gan, nghe tin nhuận đô gặp chuyện, bỏ cuộc giữa chừng, không chịu trợ giúp, làm con rùa rút đầu. Mắng hòa như phi, hòa yến không chút gánh nặng, nghe thấy vậy phi nô không nhịn được nói. Không đâu, qua loạn Tây Khương, Phi Hồng tướng quân đã từng giúp đỡ bốn phía. Nhuận Đô hắn từng đóng giữ, quen biết với tổng binh thành, chỉ cần Nhuận Đô cầu cứu, Phi Hồng tướng quân chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Hỏa Yến thầm nghĩ, chính vì lý Khôn quen biết cô, Nhuận Đô mới gặp đại nạn. Nhưng điều này không thể nói ra, Hoa Yến trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, không ngờ danh tiếng tốt nhiều năm lại truyền xa như vậy, giờ muốn bôi nhỏ cũng không ai tin. Tiêu Giác nhìn cô với vẻ suy nghĩ. Ngươi có kế hoạch gì? Anh muốn nghe ý kiến của cô. Hỏa Yến cân nhắc ngữ điệu. Đô đốc, chúng ta ở Lương Châu về đã huấn luyện hơn một năm. Lương Châu về cùng Nam Phủ Binh cộng lại cũng không ít. Nam Phủ Binh thì chưa nói, nhưng tân binh Lương Châu về đã muốn thử sức trên chiến trường thực sự. Chỉ bằng lần này chúng ta rèn luyện họ một phen. Chúng ta đi chợ giúp nhuận đô, thế nào? Cô nhìn tiêu giác với ánh mắt đầy hy vọng, mong anh có thể đáp ứng thỉnh cầu của mình, dù biết hy vọng rất mong manh quả nhiên tiêu giác nghe xong cười nhạt từ lương châu về đến nhuận đô mất hơn một tháng từ hoa nguyên đến nhuận đô chỉ mất ba bốn ngày không nhờ hoa nguyên trợ giúp mà lại để binh mã lương châu về trèo non lội suối đi giúp hỏa yến người bị làm sao vậy hỏa yến cũng biết người bình thường đều nghĩ vậy lý Khuông cũng không dám nghĩ đến điều đó nhưng cô vẫn muốn vì dân chúng nhuận đô mà cố gắng hỏa yến kiên trì nói Đô đốc hãy suy nghĩ thêm nhuận đô chỉ là một thành nhỏ nhưng tại sao cả tây khương và ô thác đều muốn chiếm chỉ cần chiếm được nhuận đô kim lăng lân cần sẽ gặp nguy và ô thác sẽ tiến về phía hoàng đô nhuận đô tuyệt đối không thể mất giọng điệu của thiếu niên bướng bỉnh phi nô không nhịn được nói hòa công tử chúng ta đều biết nhuận đô không thể mất nhưng dù thiếu gia muốn đi nhuận đô cũng phải xin bệ hạ chuẩn y đi về cũng mất hai tháng chỉ sợ chiến sự nhuận đô đã kết thúc hơn nữa khả năng phi hồng tướng quân không giúp đỡ là rất nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Trong mắt họ, hành động lần này của Hòa Yến thực sự là lo lắng vô cớ. Tiêu giáp nói, Nam Phủ Binh có vị trí của họ, ý tưởng của ngươi dừng lại ở đây, sau này không cần nhắc lại. Đây rõ ràng là một lời từ chối. Hỏa Yến trong lòng thở dài, lời của Phi Nô không phải không có lý. Từ tương trong chiều đang giám sát, tiêu giác vì tránh né mũi nhọn, giấu tài năng, mới đến Lương Châu vệ. Bây giờ nếu hành động tùy tiện, khó tránh khỏi bị bàn tán, việc này không thể liên lụy đến tiêu giác, nhưng dân chúng nhuận đô thì sao? Cô có chút xa suốt trả lời. Ta đã biết. Rồi tạm biệt tiêu giác, trở về phòng mình. Sau khi Hòa Yến rời đi, tiêu giác nhìn ngọn đèn nhấp nháy, nói. Hòa Yến không bình thường. Phi nô hỏi. Thiếu gia nghi ngờ cô ấy. Tiêu giác lắc đầu, một lát sau nói. Đi điều tra xem gần đây Nhuận Đô có gì bất thường. Từ phòng tiêu giác trở về, Hỏa Yến tâm sự nặng nề rửa mặt rồi nằm trên giường. Đèn đã tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt đất như phủ một lớp sương trắng, làm đêm hè thêm phần lạnh lẽo. Một lần trước đi Nhuận Đô, cũng là mấy năm trước. Khi đó cô chưa phải là phi Hồng tướng quân, chỉ là phó tướng, cùng quân phủ Việt chống lại người Tây Khương tại Nhuận Đô. Nhuận Đô là thành nhỏ người Tây Khương giết người bên ngoài thành, treo đầu trên cột cờ, diễu võ dương oai. Lúc đó, quân phủ Việt cùng đi đều căm hận, dù số lượng không đông, nhưng sau trận kịch chiến đã đánh bại người Tây Khương. Cô bị thương ở vai, lúc đó không thể rút tên ra, phải đợi sau khi trận chiến kết thúc, tự mình rút mũi tên, suýt nữa ngất đi. Ngày hôm sau, tiểu thiếp của Lý Khuông đến, mang theo một giỏ lớn nho trong suốt, cười nói. Nguyện đô không có gì tốt, đây là nho tốt nhất, hòa phó tướng từ từ ăn. Phía sau cô, dân chúng nhuận đô cũng đến, người này cầm một con gà, người kia cầm hai quả trứng, đến để cảm ơn cô. Sau trận chiến đó không lâu, cô được thăng chức. Đối với mỗi nơi cô đã từng chiến đấu, Hòa Yến đều có cảm tình sâu sắc. Trong lòng cô rất rõ, Hòa Như Phi sẽ không giúp nhuận đô, Lý Khung bảo vệ thành cũng chỉ là chờ chết. Không có sự giúp đỡ, dân chúng trong thành cuối cùng sẽ bỏ mạng dưới lưỡi đao của người ô thác cô không thể để tình huống này xảy ra nếu binh nam phủ và tân binh lương châu vệ không thể hành động thì dù chỉ có một mình cô cô cũng phải đến nhuận đô binh mã nhuận đô từ chiến đến cùng có lẽ còn chút hy vọng sống nhưng làm sao cô có thể đi nhuận đô nếu cô một mình đào tàu bây giờ sau này bị bắt sẽ bị xử lý quân lệnh có thể mất đầu chân tướng về hòa như phi chưa bị lộ nếu cô chết bây giờ tất cả sẽ bị mất điều này cũng không sao nếu một mình cô đổi lại được mạng sống của hàng vạn dân chúng, cũng đáng. Nhưng cô là binh Nam Phủ, nếu có ai dùng lần này để áp chế tiêu giác, cho rằng đó là lệnh của tiêu giác, liên lụy đến tiêu giác thì sao? Nhưng cô cũng không thể đứng nhìn mấy vạn người ở nhuận thành chờ chết. Đây là một lựa chọn khó khăn, Hòa Yến trong lúc suy tư, ngón tay chạm phải một vật lạnh dưới gối. Cô vô thức nhìn dưới ánh trăng, phát hiện đó là một ấn tín tinh xảo khắc chữ. Võ An ấn tín võ an lang được giao cho cô cùng quan phục khi thánh chỉ đến lương châu chức quan này không có thực quyền hòa yến cũng không để ý tiện tay giấu dưới gối nhưng bây giờ thấy lại một ý tưởng lóe lên cô lập tức ngồi dậy giữ ấn tín trong lòng bàn tay phải cô không chỉ là binh nam phủ nói đúng hơn cô còn là võ an lang được bệ hạ phong sở chiêu từng nói đúng cô chịu sự chỉ huy của tiêu giác nhưng không phải là binh của tiêu giác nếu lần này cô đi nhuận đô, chỉ cần có ấn tím, có thể nói đó là ý chí của mình, tiêu giác không liên quan. Dù sau này bị truy cứu, cũng không liên lụy đến tiêu giác. Về phần cô, từ một góc độ nào đó, tình hình hiện tại của nhuận đô có phần trách nhiệm của cô. Năm đó cô mang quân phù Việt giữ được nhuận đô một lần, lần này cô nhất định có thể giữ vững nhuận đô lần thứ hai. Cô phải tự mình đến nhuận đô. Sau khi quyết tâm vào đêm đó, đến ngày hôm sau, Hỏa Yến không còn do dự như lần đầu. Từ lúc trở lại Lương Châu Vệ, cô chưa bỏ lỡ ngày huấn luyện nào, kỹ năng cũng không cần lo lắng. Lấy lý do huấn luyện cung mã, cô chọn lựa ngựa trong trường, nhớ kỹ con ngựa tốt nhất để mang theo khi rời đi. Những thứ khác như ám khí và roi thuốc, cô đã gói gọn sẵn. Quan trọng nhất, cô từng đến nhuận đô, nhưng chưa thử từ Lương Châu Vệ đi nhuận đô, đường xá xa xôi, không thể đi tắt. Dù sao mỗi ngày nhuận đô đều khó khăn chống cự, nếu đi tắt chậm trễ không chỉ mất thời gian còn là mạng sống dứt khoát trong doanh trại luôn có người biết đường hỏa yến giả vờ rất quan tâm đến chuyện nhuận đô ngoài thời gian huấn luyện cô tìm người từ nhuận đô nói chuyện cô hỏi thăm họ về đường từ lương châu vệ đến nhuận đô khả năng đi đường tắt thực ra hoàng hùng cũng đã đi qua nhưng không biết đường nên cũng coi như thôi tiểu mạch hỏi a à, hòa ca có muốn đi nhuận đô ăn nho không sao đột nhiên quan tâm đến nhuận đô vậy? Thạch đầu nhìn Hỏa Yến nói chuyện đầy tinh thần với mọi người, cúi đầu suy nghĩ. Trong hai ngày, từ Lương Châu Vệ đến nhuận đô, cô đã vẽ được một bức bản đồ hoàn chỉnh. Hỏa Yến mở bản đồ ra trên bàn, theo đường trên bản đồ, nếu đi không ngủ không nghỉ, có lẽ chưa đến một tháng cô có thể đến nhuận đô. Nhưng, Lý Khuông, thật sự có thể chống đỡ một tháng sao? Nghĩ quá nhiều cũng không làm được gì, việc cấp bách là xuất phát ngay hỏa yến đeo bọc quần áo lên vai lúc gần đi cô nhìn về phía ngăn kéo gỗ tầng dưới cùng có hai vật cả hai đều được mang từ tế dương một là người bột mà tiêu giác mua cho cô trong lễ thủy thần bây giờ bột đã khô xẹp cô cẩn thận quấn trong khăn tay một cái khác là bức tượng gỗ do mộc di tặng nữ tướng cầm roi đứng uy phong hỏa yến nhìn một lúc rồi cười lắc đầu cất kỹ mọi thứ đặt lại vào ngăn kéo gỗ cô không thể mang theo những thứ này để lại đây rồi sẽ bị người ta vứt bỏ Mọi thứ đã chuẩn bị xong Trước khi ra cửa Hỏa Yến nhìn lại Trung Môn Cửa Trung Môn đóng chặt Đêm đã khuya Tiêu Giác đã ngủ Lần này cô lặng lẽ rời đi Đến chiến trường nguy hiểm ở Nhuận Đô Không biết liệu lần sau có thể sống sót gặp lại Tiêu Giác không Và nếu gặp lại Sẽ là cảnh gì Gặp lại Cô thì thầm trong lòng Quay người nhẹ nhàng đẩy cửa trước mắt Bên ngoài là bóng đêm dày đặc Hoàn toàn tối mịt mặt trăng bị mây đen che phủ, chỉ có vài ánh sao xa xa trên bầu trời rộng lớn. Hỏa Yến ngẩn người một lát, trong khoảnh khắc, như trở lại nhiều năm trước, khi cô lần đầu tiên thu thập hành lý, rời nhà từ hòa ra. Khi đó cũng giống bây giờ, cô không biết con đường phía trước ra sao, không biết sau này là vui hay buồn, nhưng vẫn bước đi với lòng quyết tâm. Nhưng bây giờ không giống nhiều năm trước, cô không còn hoang mang, không còn mơ hồ, biết mình muốn đi đâu, chắc chắn với từng quyết định của mình. Cứ như vậy, không hối tiếc, bước tiếp về phía trước. chương 170, Huynh Đệ Tại Lương Châu, ở lại lâu như vậy, việc tránh thoát lính gác đối với hỏa yến dễ như trở bàn tay. Nàng tránh từng chỗ có thể bị lính gác nhìn thấy, tiến vào chuồng ngựa ngoài sân tập võ, đàn ngựa hơi bạo động, nhưng dưới sự chấn an của hỏa yến dần yên tĩnh lại. Con ngựa tào hồng mà nàng đã để ý từ trước trở nên yên tĩnh lạ thường. Hỏa Yến vứt ve cổ nó, dắt nó ra khỏi chuồng. Một người một ngựa đi dọc theo núi Bạch Nguyệt, khi đến gần vùng Ngũ Lục Hà, trước mặt bỗng xuất hiện mấy bóng đen. Hỏa Yến thầm lo lắng, có thể đã bị phát hiện. Thực ra nàng không sợ bị phát hiện vì có thể viện nhiều lý do để lừa gạt, chẳng hạn như đi huấn luyện ban đêm vì không ngủ được. Nhưng quan trọng là kế hoạch rời đi của nàng sẽ bị cản trở, có thể gây cảnh giác và khó khăn hơn trong tương lai những người đối diện không nhúc nhích hay lên tiếng gọi nàng lại, như thể đang chờ nàng phản ứng. Một lát sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Sao hắn không động, không phải sợ đến choáng váng sao? Ta đã nói rồi, không nên giả quỷ, quá dọa người. Hòa Yến thầm nói, giọng nói là của Vương Bá. Nàng tiến lên vài bước, nhờ ánh sáng yếu ớt, nhận ra đó là Vương Bá và một nhóm người, bao gồm Giang Giao, Hoàng Hùng, Thạch Đầu, Hồng Sơn và Tiểu Mạch sao các ngươi ở đây hòa yến ngạc nhiên hỏi a à, hòa ngươi quá thiếu suy nghĩ hồng sơn vỗ vai nàng ngươi định một mình đi nhuận đô mà không nói với chúng ta chúng ta ở lương châu lâu như vậy huynh đệ tốt mà ngươi không gọi chúng ta cùng đi sao chúng ta sẽ không từ chối đúng vậy tiểu mạch bất mãn nói ta cũng muốn đi nhuận đô ăn nho mà thạch đầu vỗ đầu tiểu mạch khiến hắn im lặng sao các ngươi biết hòa yến hỏi khi ngươi bắt đầu hỏi thăm về nhuận đô thạch đầu đã nghi ngờ hoàng hùng nói ngươi đã nói phi hồng tướng quân có thể không giúp nhuận đô mặc dù không rõ căn cứ gì nhưng ý ngươi rõ ràng là muốn tự mình đi nhuận đô ngươi tuổi trẻ nhưng quyết định lớn không bàn bạc với ai gan lớn tự quyết định thạch đầu đoán được ngươi muốn một mình đi nhuận đô và nói với mọi người chúng ta quyết định cùng đi để hỗ trợ lẫn nhau không được hỏa yến lập tức từ chối nhuận đô đang bị ô thác bao vây trong thành thiếu binh mã, các ngươi đi quá nguy hiểm. Ngươi biết nguy hiểm mà vẫn muốn đi một mình, không phải là đi chết sao. Chúng ta cùng đi có thể còn sống sót. Hồng Sơn nói. Không phải. Hỏa Yến bối rối. Các ngươi không biết ta đi làm gì, tại sao muốn đi theo ta. Chúng ta biết chứ. Tiểu Mạch nói. Mọi người đều nói ngươi muốn đi cứu dân chúng nhuận đô. Hỏa Yến. Ngươi tin sao, vì sao không tin. Thạch đầu nói. Ngươi đã cứu nhiều người, từ Lương Châu đến Tế Dương, giờ thêm nhuận đô nữa. Ngươi sẽ không làm chuyện không chắc chắn, chắc chắn ngươi đã có cách giải quyết. Hỏa Yến cười khổ, nhưng ta không chắc chắn, càng cần chúng ta đi cùng." Hoàng Hùng nói, "Ta nhập ngũ vì muốn làm việc có ích, nhưng ngày ngày ở Lương Châu cũng không làm gì. Giờ có cơ hội trên chiến trường, có lẽ là một cách sống khác." Những người kia bướng bỉnh, nhưng Hỏa Yến không muốn họ mạo hiểm. Chuyện nhuận đô không liên quan đến người khác nàng nói rời khỏi lương châu bất kể mục đích gì cũng là vi phạm quân lệnh dù sống sót ở nhuận đô cũng chưa chắc thoát khỏi tội giang giao cười hòa huynh ngươi đừng lo cho chúng ta nhà ta có võ quán quen biết nhiều quan viên ngươi là võ an lang ra lệnh cho chúng ta thì chúng ta phải nghe theo nếu bị bắt ngươi chịu tội không liên quan đến chúng ta hòa yến nàng không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với giang giao vậy nên tất cả nỗi lo về sau đều có thể bỏ qua giang giao nói chúng ta không thể ở đây quá lâu trời sáng là không đi được vương bá cười lạnh nếu ngươi không mang chúng ta theo chúng ta sẽ hô to gọi lính gác đến ngươi không đi được ngày nào cũng đến chặn ngươi không mang theo chúng ta ai cũng không đi được Hỏa yến ngươi quá bá đạo không bá sao làm sơn phỉ vương bá nói nhanh lên đừng chậm chạp quyết định đi hay không Đến mức này, không mang theo họ, hôm nay và tương lai đều không đi được. Hỏa Yến bất đắc dĩ nhưng trong lòng ấm áp, nàng biết họ đi theo vì không muốn thấy nàng một mình mạo hiểm. "Ta mang." Hỏa Yến nói. "Các người mang hành lý chưa?" "Mang rồi." Tiểu Mạch nói. "Đồ ăn, lương khô, còn có Hoàng Thúc nói không cần mang nhiều, ăn hết thì săn thú." Hỏa Yến không biết nói gì, nhưng giang giao vỗ bọc quần áo. "Yên tâm, thuốc mỡ thoa tay, binh khí" tiền bạc đều mang đủ, thiếu thì mua thêm. Dù sao những thứ này ngươi không cần lo. Vương bá nói. Ngươi dắt cho chúng ta mỗi người một con ngựa, dẫn ngựa không có động tính, chọn cho chúng ta tốt. Hỏa yến lắc đầu. Được, các ngươi chờ ta ngoài chùa ngựa. Sáu con ngựa được dắt ra, ngoan ngoãn đứng trước mọi người. Chúng ta phải vòng qua lính gác, đi đường tránh bọn họ tuần tra. Đi theo ta, đừng cưới ngựa, đến xa hắng lên ngựa. Hỏa yến dặn dò mọi người nghe nàng nói nghiêm trọng trong lòng căng thẳng lẫn hưng phấn lần đầu làm việc như vậy cảm giác cấm kỵ hỏa yến cũng căng thẳng một mình thì không nghĩ nhiều nhưng nhiều người theo nên cẩn thận sai sót là mọi người gặp nguy may mắn đường này nàng đã quen thuộc trừ tiểu mạch và hồng sơn những người khác đều quen với việc ẩn núp đoàn người an toàn qua tháp gác sắp ra khỏi lương châu đúng lúc này một ánh đèn lồng yếu ớt sáng lên Ánh đèn từ góc kho củi, Hòa Yến thầm nghĩ không ổn, lo không kịp. Hồng Sơn hỏi: "A à, Hòa, sao không đi nữa?" Ánh sáng chiếu đến, là Trầm Mộ Tuyết. Trầm Y nữ. Hòa Yến kinh ngạc. Nàng nghĩ Linh gác xuất hiện, không ngờ là Trầm Mộ Tuyết. Giờ này người yên tĩnh, mọi người ngủ, nàng ở đây làm gì? Trầm Mộ Tuyết nhìn họ, dù kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh. Các người muốn đi? Hỏa Yến kéo nàng vào kho củi vào nói chuyện hồng sơn và vương bá bảo vệ ngựa những người khác theo vào vừa vào cửa hỏa yến lạnh lùng bấm cổ trầm một tuyết làm sao ngươi biết mọi người giật mình tiểu mạch vội nói a à, hoặc ca à, hiểu lầm thôi là ta nói lỡ miệng hỏa yến nhìn hắn ta biết mọi người muốn đi ca ca bảo ta lấy dược dọc đường dùng trong phòng không còn nhiều ta nghĩ trầm y nữ tốt bụng nhiều dược thảo nên đi tìm nàng nhưng đột nhiên cần nhiều dược, trầm mộ tuyết nghi ngờ, tiểu mạch đơn giản, bị nàng moi ra lời nói. Biết gây hỏa, tiểu mạch năn nỉ. Trầm y nữ, đừng nói với ai, cầu ngươi. Trầm mộ tuyết im lặng lâu, tiểu mạch nghĩ nàng không nói, mới nghe nàng. Ta biết, sẽ không nói cho ai. Tiểu mạch và thạch đầu tin lời, giờ thấy nguy cấp, vừa khuyên hỏa yến, vừa hỏi. Trầm y nữ, ngươi không nói với ai mà. Hỏa yến tay lòng chút, nhìn trầm mộ tuyết, nàng lạnh lùng nhìn lại. Sao ngươi không nói? Hỏa Yến hỏi. Trầm mộ tuyết một mình ở đây, không ngăn họ. Như tiểu mạch nói, nàng giữ lời. Hỏa Yến không muốn hại nàng, chỉ dọa chút, cẩn thận vẫn hơn. Ngươi muốn đi nhuận đô? Trầm mộ tuyết hỏi. Không sai, nhuận đô bị vây, xung quanh là ô thác, ngươi chỉ dẫn mấy người đi, nguy hiểm nhiều. Ta phải đi, đô đốc không biết việc này. Không biết, tốt. Trầm mộ tuyết nhìn nàng ngươi đi đi, ta không ngăn. Hỏa Yến nhíu mày, trầm mộ tuyết chờ họ, không ngăn, như xác nhận điều gì. Ngươi không cần nghi ngờ ta. Trầm mộ tuyết nói. Đi nhanh, trời sáng không đi được. Nàng có sự định riêng, nhưng Hỏa Yến không đoán ra. Nàng đánh giá trầm mộ tuyết. Hoàng Hùng nhìn họ, thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ mỹ mạo, trước khi rời đi, khó chia tay, hắn không phải không gặp. Hỏa Yến buông tay, chỉnh y phục ta tin trầm y nữ lần này. Trầm mộ tuyết vẫn lạnh lùng nhìn, hỏa yến cảm thấy nàng không thích mình, có chút địch ý, nhưng nàng giữ bí mật và giúp mình. Điều này khiến hỏa yến bất ngờ, trầm mộ tuyết hâm mộ tiêu giác, nhưng giúp xấu tiêu giác. Dù nghi hoặc, không phải lúc ngẩn người, hỏa yến đứng dậy, làm bộ đi ra ngoài. Cáo từ. Trầm mộ tuyết cúi đầu, thân thể tê dần, không nhúc nhích được. Miệng không thể động, nàng nhìn căm tức hỏa yến. Hỏa Yến gật đầu. Xin lỗi trầm y nữ, ta không tin ngươi, ta điểm huyệt ngươi, sau ba canh giờ sẽ giải. Có lẽ không cần ba canh giờ, sẽ có người phát hiện ngươi. Hôm nay ân tình, vô cùng cảm kích, nếu gặp lại sẽ báo đáp. Hỏa Yến chắp tay, quay đi. Đi thôi. Tiểu mạch buồn rầu nhìn trầm mộ viết, muốn giải huyệt nhưng không dám, đành nói. Xin lỗi trầm y nữ, ngài đừng giận, chúng ta không biết sống sót gặp lại hay không. Hòa huynh cứu người sốt ruột. Giang giao nói. Người cuối cùng rời, kho củi lâm vào bóng tối. Trầm mộ tiết dựa vào cỏ khô, nhìn xa. Ngoài cửa, qua chỗ ngoặt, ra khỏi lương châu. Để an toàn, Hòa Yến không để họ lên ngựa ngay, đi xa rồi mới lên. Đi lần này là thức đi thôi. Giang giao nhìn lương châu. Không biết khi trở về, tình cảnh thế nào. Tiểu mạch nhếch miệng. Chúng ta đi, trầm y nữ ở lại kho củi. Nàng là tiểu thư, chưa ăn khổ. A à, hoặc ca, à, ngươi nên ôn nhu chút. Hỏa Yến cười, không nói gì, nhưng Hoàng Hùng nhìn nàng. Hòa lão đệ, ngươi điểm huyệt giúp nàng sao? Trầm y nữ về, sẽ qua lính gác, nếu bị thấy, người biết chúng ta đi, sẽ nghi ngờ. Ngươi điểm huyệt, người khác nghĩ nàng bị khống chế, không cố ý giấu, đủ để thoát thân. Việc này không liên quan nàng. Hoàng huynh, giờ nói cũng không ý nghĩa, chúng ta lên đường. Hỏa Yến nói. Đúng. Vương bá lên ngựa. Hướng nhuận đô, đi thôi. Xuất phát. Âm thanh xa dần, chỉ còn tiếng vó ngựa. Bảy người bảy ngựa, thừa bóng đêm lương châu, biến mất trong hoang dã. Ngày hè, mặt trời lên sớm, vệ binh đi kho củi lấy củi, đưa đến nhà bếp, để chuẩn bị cơm canh cho hàng vạn người. Vệ binh mở cửa kho củi, thấy một người dựa vào tường, giật mình, rút đao. Ai? Người kia không nhúc nhích, mắt dần thích ứng ánh sáng, Vệ binh thấy rõ là trầm mộ tuyết. Trầm y nữ. Vệ binh giật mình, vội thu đao. Không thấy rõ, trầm y nữ sao đến kho củi? Sắc thuốc thiếu củi lửa. Nói với chúng ta là được, sao lại tự đến? Lại nhài một trận. Trầm mộ tuyết không nói gì. Vệ binh hỏi. Ngươi có giận không? Vẫn không trả lời. Vệ binh nhìn nhau. Ta thấy trầm y nữ như bị điểm huyệt. Dù nam nữ thủ thụ bất thân, nhưng trầm mộ tuyết thân phận đặc biệt. Không ai dám giải huyệt. Một người nói, việc này không thể coi thường, báo Đô đốc. Sáng sớm, Lâm Song Hạc đang ăn, mấy ngày nay chán ăn, ngủ không ngon, mệt mỏi húp cháo, nghe gõ cửa, mở cửa là Trầm Hãn. Trầm giáo đầu, "Lâm công tử, Đô đốc gọi ngài qua." Lâm Song Hạc khẩn trương, sợ Tiêu Giác có vấn đề, vội đến phòng Tiêu Giác, thấy phi nô cũng ở đó, trầm mộ tuyết ngồi, phi nô đang châm trà. "Đô đốc, ta không sao." Hòa Yến chỉ điểm huyệt, không làm gì khác. Trầm mộ tuyết nói. Lâm song hạc nghe tên Hòa Yến, giật mình, đến bên trầm mộ tuyết. Các ngươi nói gì, hoài cẩn, ngươi tìm ta làm gì? Trầm mộ tuyết đáp. Đồ đốc nghĩ ta khó chịu, mời Lâm công tử bắt mạch, nhưng không cần, ta là y, hiểu rõ. Đêm qua Hòa Yến không làm gì khác. Lâm song hạc hồ đồ, sao Hoa Yến điểm huyệt nàng? Mâu thuẫn có, nhưng rõ ràng Hoa Yến chiếm thượng phong, cần gì làm vậy? ta không hiểu lâm song hạc hỏi trầm cô nương sao hòa huynh điểm huyệt ngươi trầm mộ tuyết nhìn tiêu giác hắn im lặng nàng đáp đêm qua ta sắc thuốc thiếu củi đi kho củi gặp hòa yến và mấy người họ muốn rời lương châu ta định gọi người bị điểm huyệt không thể làm gì nhìn họ đi thôi hòa huynh rời lương châu lâm song hạc ngạc nhiên sao lại rời lương châu nghe họ nói là muốn đi nhuận đô nhuận đô Lâm Song Hạc nói. Không thể, nhuận đô tình hình thế nào, ai cũng biết. Nếu nói nàng chịu không nổi lương châu nghèo nàn, đi phồn hoa thôn còn tạm, đi nhuận đô là chịu chết sao. Mọi người im lặng, tiêu giác lạnh lùng, phi nô kinh hãi, hỏa yến khác thường khi nói về nhuận đô, không tin tìm được phi Hồng tướng quân. Dù đề nghị bị phủ quyết, hỏa yến không từ bỏ ý định. Không có binh mã, nàng vẫn đi nhuận đô. Mọi người trầm mặc, lâm song hạc ý thức việc này không giả, đầu óc rối bời, không tin nổi. Cuối cùng nghẹn nói. Trầm cô nương nói, Hòa Huynh không đi một mình, còn ai? Trầm hãn đáp. Còn có Giang Giao, Vương Bá, Thạch Đầu, Hồng Sơn, Tiểu Mạch, Hoàng Hùng. Trừ Tiểu Mạch và Hồng Sơn, bốn người còn lại là người xuất sắc. Trầm hãn nghiến răng, Hòa Yến chọn người tốt nhất. Trung môn mở, Lương Bình vào, nói. Đồ đốc, đã lục soát, không có quan phục và ấn tín quan phục và ấn tín không có nghĩa là hỏa yến quyết dùng thân phận võ an lang rời đi tính toán chu đáo sau bắt được vẫn có sơ hở để lợi dụng nhưng tại sao lâm song hạc khó hiểu ngàn dặm đi chịu chết sao không ai trả lời có người gõ cửa xích ô vào nhìn thấy nhiều người hắn nhìn tiêu giác hắn nói nói thiếu gia tin từ loan ảnh sở tứ công tử đi sóc kinh qua nhuận đô Trầm hãn và lâm song hoặc giật mình, ý gì? Hỏa yến đuổi theo sở chiêu. Phòng im lặng, không khí ngột ngạt. Sau nửa ngày, tiêu giác kéo mép, đáy mắt lạnh lẽo. Thực sự tốt lắm. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.